Vàng cung kính nói, tại hạ có điểm không hiểu được, nếu là trên các đảo cần vận chuyển hàng hóa, cần gì giao cho phàm nhân các ngươi làm. Các tiên sư chẳng lẽ không có loại pháp khí túi chữ vật hay sao? Bằng vào cái này phi hành vận chuyển, không phải vừa nhanh vừa an toàn sao? chương 367, Bảo Nhân giữ định cư. Vương Trường Thanh nghe Hàn Lập hỏi như thế, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, tiên sư nói đùa, túi chữ vật chư vị tiên sư tuy có một ít, nhưng tiên sư đều vô cùng quý trọng, làm sao có thể dùng để chứa chúc tục vật của phàm nhân chúng ta được. Hơn nữa, mỗi lần giao dịch, các đảo lớn đều dùng rất nhiều thuyền mới chứa nổi hàng giao dịch, túi chữ vật của các tiên sư tuy vô cùng thần diệu, nhưng cũng không chứa được bao nhiêu. Các vị tiên sư càng sẽ không làm loại việc có thân phận như khuôn vác này. Vương Trường Thanh cẩn thận giải thích cho Hàn Lập, nghe xong lời này, Hàn Lập gật gật đầu không nói, mắt hơi nheo lại, chìm vào trong trầm tư. Sau nửa ngày, hắn mới thản nhiên nói, việc cố đông chủ muốn ta ra tay giúp hắn, Tại hạ vô năng vi lực. Bởi vì tu vi tại hạ thật sự không cao, nếu đáp ứng cũng chỉ tự chuốc lấy nhục mà thôi, hay là mời Vương Tiên sinh hồi bẩm lại với Cố đông chủ, cho hắn thỉnh vị khác cao minh hơn. Mà xin quý thuyền mang ta đến khu vực Khôi Tinh đảo, ta sẽ đưa một ít linh thạch làm thù lao." Hàn Lập nói rất chậm, rất rõ ràng, nhưng thanh âm càng lúc càng lạnh lùng. Lão giả nghe xong mấy lời cự tuyệt này, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tiếp theo, liền cầu xin Hàn Lập, tiên sư đại nhân người hãy giúp gia đình đông chủ đi. Phải biết rằng cố đông chủ vì muốn có được sinh ý này, chỉ riêng chiếc thuyền chở người này cũng đã tiêu phí không ít. Hơn nữa vì đạt được tư cách khiêu chiến, cố đông chủ còn phải hao phí một số lượng linh thạch lớn. Nếu không có được tư cách buôn bán giữa các đại đảo, cố gia nhất định sẽ phá sản. Mấy người làm công chúng ta cũng sẽ mất đi việc làm, chỉ có thể ra đường kiếm sống. Lão giả vẻ mặt khẩn cầu nói, tu vi tại hạ đích xác yếu kém, hơn nữa cũng không muốn vừa đến khôi tinh đảo, liền ngay lập tức dính vào chuyện thị phi. Hàn Lập không hề biểu tình lắc lắc đầu, rõ ràng cự tuyệt. Vương Trường Thanh thấy Hàn Lập tâm ý đã quyết, thanh âm cũng có chút nghiêm lại, liền không dám lại tiếp tục khuyên bảo, chỉ có thể nâng cao tinh thần cùng Hàn Lập tán gẫu về tập tục một ít địa phương mà Hàn Lập cần biết. Nửa canh giờ sau, Hàn Lập thấy tinh thần lão giả có chút mệt mỏi, liền bảo lão giả về phía trước nghỉ ngơi, ngày mai lại tới dạy hắn một ít ngôn ngữ địa phương. Vương Trường Thanh sớm cảm thấy mệt mỏi thấy hàn lập nghĩ cho mình như thế cũng không chối từ lui ra ngoài hàn lập sau khi nhìn lão giả cung kính bia ra ngoài sau cánh cửa gỗ không khỏi khẽ thở dài một hơi trên người hắn tuy có nhiều thứ linh dược kích thích thậm chí có linh dược có tác dụng lớn với thân thể phàm nhân nhưng không có ý tứ lấy ra cho lão giả phục dụng tại một địa phương lạ lẫm tốt nhất là giấu giếm thật kỹ nếu không sẽ có thể mang đến những phiền toái không cần thiết thậm chí nếu có họa sát thân cũng không quá ngạc nhiên sau khi nghĩ vậy hàn lập khoanh chân ngồi trên giường sau đó từ trên người lấy ra một bình hoàn long đan đem một viên cho vào miệng bắt đầu luyện khí hắn nhất định phải sớm khôi phục tu vi mới được dù sao vô luận địa phương nào của tu tiên giới cũng là lấy thực lực để nói chuyện hàn lập đả tọa được một lát ngoài cửa liền khẽ truyền đến tiếng bước chân hàn lập tuy không có mở cửa nhưng thần thức lại sớm đi ra ngoài đem cảnh vật ngoài cửa hết thảy chiếu vào trong đầu ngoài kia là lão giả vương trường thanh đang quay trở lại phía sau còn đi theo vị cố đông chủ kia, mang bộ dáng tâm sự trồng chất. Hàn lập bắt đầu nhíu mày, xem ra phiền toái đến rồi đây. Hiển nhiên vị cố đông chủ này còn chưa từ bỏ ý định, lại đến dây dưa với mình. Nếu còn là ở thiên nam, Hàn lập đã sớm một câu lạnh như băng quát bảo đối phương dừng lại, không cho hai người này tiến vào trong phòng. Nhưng hiện tại mới tới một nơi lạ lẫm này, không cần có vẻ xa lánh người khác như thế. Nghĩ vậy, Hàn Lập không đợi hai người tiến lên gõ cửa, liền bình thản lên tiếng nói, mời hai vị vào. Trên cửa không khóa, cố đông chủ và vương trường thanh vừa nghe thanh âm hàn lập vang lên bên tai liền hoảng sợ. Nhưng lập tức ý thức được tiên sư đại nhân bên trong gọi bọn họ đi vào. Vì thế vội vàng sửa sang lại y phục, cung thanh đáp ứng một tiếng rồi đẩy cửa đi vào. Hàn lập lúc này đã rời khỏi giường, đang chắp tay sau lưng đứng ở trong phòng. Tiên sư đại nhân, cố đông chủ muốn tự mình cùng ngài bàn chuyện kia muốn mời tiên sư đại nhân cho đông chủ một cơ hội để ngài giúp ông ấy được không vương trường thanh lúc trước cùng hàn lập tiếp xúc qua một ít dĩ nhiên biết vị tiên sư này thật sự không phải người ngu ngốc liền trực tiếp đem ý định đến đây nói ra nghe xong lời này hàn lập liếc mắt nhìn lão giả nhoẻn miệng cười nói đương nhiên có thể chẳng qua người tốt nhất khuyên vị cố tiên sinh này không nên quá hy vọng hàn lập lộ ra một bộ dáng không sao cả mà nói nghe hàn lập nói vậy vương trường thanh lộ ra vẻ hơi xấu hổ nhưng vẫn hướng về phía trung niên nhân giải thích chi tiết một chút trung niên nhân sau khi nghe xong thần sắc biến đổi nhưng lập tức trở nên trịnh trọng hướng về lão giả nói mấy câu làm vương trường thanh ngây ra một chút trên mặt lộ vẻ cổ quái mà hàn lập ở bên cạnh vẫn nhìn một cách bàng quan trên mặt không có gì khác thường tiên sư đại nhân đông chủ của chúng ta nói chỉ cần tiên sư ra tay hỗ trợ bất luận sự thành hay không cố ra cũng nguyện ý đem một số lượng linh thạch lớn làm thù lao mà tiên sư nếu có thể giúp cho cố gia đoạt được tư cách buôn bán giữa các đảo, cố đông chủ thậm chí nguyện ý đem tiên sư từ đảo ngoại nhân, định cư làm đảm bảo nhân của khôi tinh đảo, làm tiên sư có thể trở thành cư dân chính thức của khôi tinh đảo. Quan trọng nhất là, vô luận tiên sư về sau có đảm nhiệm chức vụ hay không, cố gia sau này trong vòng 3 năm nguyện ý đem ba thành lợi nhuận của việc giao dịch phụng hiến cho tiên sư. Vương Trường Thanh nói xong mấy lời này thì vẻ mặt cũng có chút hoảng hốt, tựa hồ không tin nổi điều cố đông chủ đã hứa hẹn với Hàn Lập. Hàn lập nao nao, sờ sờ cầm, có điểm kỳ quái hỏi cái gì vậy? Tại khôi tinh đảo chú chân, còn muốn cái gì đảm bảo nhân? Lúc trước, hình như ta chưa được nghe tiên sinh nói qua. Lời này Hàn lập tuy nói ra cực kỳ ôn hòa nhưng làm vương trường thanh toát một thân mồ hôi lạnh, vội vàng mở miệng giải thích. Tiên sư hiểu lầm rồi, ở trên khôi tinh đảo bình thường có hai loại tiên sư. Một loại là tiên sư ở tạm thời, bọn họ sẽ không đảm nhiệm chức vụ gì trên đảo, Bình thường chỉ ở lại mấy năm rồi sẽ tùy cảm hứng mà quyết định ở lại hay rời đi. Một loại khác là người bảo hộ cho các gia đình giàu có, liền có thể làm thủ tục ở lại đảo vĩnh viễn. Loại tiên sư này hàng năm chẳng những chỉ phải nộp rất ít tiền và linh thạch, mà cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách đảm nhiệm chức vụ trên đảo, có thể tham gia linh địa tranh đoạt đại hội 10 năm một lần trên đảo. Ai đoạt được sẽ chiếm được nơi có linh khí đậm đặc nhất để tu luyện. Mà bởi vì người ngoài đảo muốn tìm được người bảo hộ trên Khôi Tinh đảo thực sự không phải chuyện đơn giản cho nên lão hủ nhất thời sơ sẩy không đề cập việc này với tiên sư vương trường thanh sợ hàn lập hiểu lầm điều gì một hơi nói ra hết thảy nghe xong lời này thần sắc hàn lập trở nên âm trầm tất cả các tu tiên giả không định cư tại khôi tinh đảo đều không thể có được nơi tu luyện sao hàn lập có chút không quá tin nói không chỉ đảo này tiên sư định cư trên đảo lân cận cũng có thể tham gia loại tỷ thí này chẳng qua bọn họ cũng chỉ có thể đến xem tranh đoạt nơi tu luyện của bồn đảo mà khôi tinh đảo được lấy làm chính đảo bởi vì linh mạch trên đảo chính là tốt nhất khu vực biển lân cận, linh khí nồng đậm nhất. Linh mạch của các đảo khác kém hơn rất nhiều lão giả giải thích cho Hàn Lập. Nghe xong hết thảy điều này, sắc mặt Hàn Lập âm trầm bất định. Mấy quy định này rõ ràng là sách lược đem các tu sĩ tu vi cao ở lại chủ đảo. Bởi vì đã là tu tiên giả, ai lại không muốn có nơi tu luyện linh khí sung túc. Thậm chí nếu hắn muốn nuôi trồng linh thảo và tu luyện, cũng cần địa phương tu luyện linh khí càng nồng đậm càng tốt hàn lập cau mày cúi đầu đi qua đi lại trong phòng vài bước rồi khoanh tay nhìn nhìn trung niên nhân họ cố đang mang vẻ mặt chờ đợi nhìn thấy vẻ mặt vị cố đông chủ này như vậy hàn lập thở dài chậm rãi nói các người cho ta biết phải khiêu chiến tiên sư tu vi như thế nào nếu nói thật sự có khả năng đối phó ta sẽ phá lệ ra tay một lần hàn lập lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ bộ dáng như là nể mặt hai người mới ra tay vương trường thanh nghe vậy mừng rỡ vội vàng đem việc này giải thích cho trung niên nhân làm đối phương cũng lộ ra vẻ mặt mừng như điên mà hàn lập sau khi nói xong trong lòng thầm nghĩ nếu trong mấy vị tiên sư kia không có tu sĩ trúc cơ kỳ cho dù với tu vi hiện tại của mình ỉ vào lợi thế khôi lỗi và pháp khí chắc không có vấn đề gì từ đó có thể bắt đầu tu luyện tam chuyển trọng nguyên công kia tại khôi tinh đảo đương nhiên thân ngoại hóa thân và đại diễn quyết cũng phải tu luyện mới được đây chính là lợi khí bảo mệnh về sau mà bốn ngày sau chiếc thuyền rốt cục đã tới khôi tinh đảo trong tiếng hoan hô của người trên thuyền hàn lập được cố đông chủ và vương trường thanh dẫn đi hưng phấn trùng trùng giúp cho hàn lập làm một ít thủ tục trên đảo dù sao một vị tu tiên giả lạ lẫm đến đảo này nhất định phải thông chi cho cảng khẩu một tiếng như vậy mới không bị hiểu nhầm thành một tên xâm nhập giả có ác ý chẳng qua hàn lập đi theo phía sau hai người im lặng đánh giá cảng khẩu này hết thảy làm cho hắn có một cảm giác chính là nơi đây rất lớn vô luận về số lượng các con thuyền hay là thể tích thuyền, căn bản không phải tiểu bến tàu của Thiên Nam có thể so sánh được. Cự thuyền thần kỳ của cố đông chủ lớn như vậy nhưng trên bến tàu này lại đậu liên tiếp 6, 7 chiếc như thế. Còn mấy thuyền nhỏ khác thì nhiều vô kể. Hàn lập ước chừng, cả bến tàu cũng có thể có 2 trăm chiếc. Cho nên đám người đi đi lại lại trên thuyền, dưới thuyền lại càng nhiều hơn. Làm cho Hàn lập lần đầu tiên cảm giác được, cái gì là người đi kẻ lại như nước. chương 368, Trang Viên Chẳng qua Hàn Lập cũng đồng thời lưu ý số lượng phàm nhân, loáng thoáng cảm ứng được hơi thở của nhiều tu tiên giả tại cảng khẩu, xem ra những người này là tu tiên giả chuyên môn phụ trách trật tự cảng khẩu. Hàn Lập vừa suy nghĩ vừa mang theo khúc hồn, đi theo hai người cố đông chủ tới trong một thạch ốc bên cạnh cảng khẩu. Trong phòng bố trí phi thường đơn giản, trừ một cái bàn gỗ và một chiếc ghế dựa ra, chỉ có một lão giả sắc mặt khô gầy, vàng vọt đang ngồi ở nơi đây nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi nghe thấy thanh âm bọn Hàn Lập vào, vị tiên sư này mới dương đôi mắt ra. Nhất thời một luồng hàn quang từ trong mắt bắn ra, hàn lập thấy vậy trong lòng dùng mình, người này là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, hơn nữa bộ dáng tựa hồ pháp lực không hề dưới mình lúc trước. Vị lão giả mặt vàng này sau khi trực tiếp bỏ qua cố đông chủ và vương trường thanh mà đem ánh mắt đảo qua trên người hàn lập và khúc hồn, phát hiện tu vi của hàn lập chỉ là vài tầng luyện khí kỳ, liền khôi phục lại biểu tình dương dương, nhưng hàn lập lại chú ý tới việc người này tựa hồ rất hay liếc mắt xem xét khúc hồn, mấy người các ngươi có việc gì, nhanh nói ra đi, không cần quấy giày ta nghỉ ngơi vị này hữu khí vô lực nói, trên mặt toát ra vẻ không kiên nhẫn. Hàn lập bởi vì có khả năng nhớ rất tốt, đã theo vương trường thanh học qua ngôn ngữ bản địa một thời gian, tuy vẫn không thể nói được nhưng miễn cưỡng cũng có thể nghe hiểu được ý tứ người khác. Chẳng qua, bởi vì hắn không hề có chút kinh nghiệm giao tiếp nào với tu sĩ nơi đây nên cũng không mở miệng nói lung tung cái gì, chỉ mỉm cười nhìn hai người cố đông chủ cùng vị tu sĩ kia giao thiệp chỉ thấy cố đông chủ cung kính kêu một tiếng dương tiên sư tiếp theo tiến lên trước mặt tu sĩ mặt vàng kia thấp giọng nói vài câu gì đó sau đó quay đầu lại chỉ vào hàn lập tựa hồ giải thích lai lịch của hắn tiếp theo lại đặt vào tay vị này vài khối linh thạch sờ sờ linh thạch trên tay thần sắc vị dương tiên sư này dịu đi rất nhiều tiếp theo sờ trên người một cái lấy ra một khối ngọc bài màu xanh biếc hất hàm hỏi hàn lập ngươi tên gì hàn lập hàn lập thật lưu loát nói ra tên của mình còn đối phương giải thích thành cái văn tự gì hắn không quan tâm. Trên tay Dương Tiên Sư lục quang chợt lóe, hoàn toàn bao bọc ngọc bài lại trong đó. Một lát sau, hào quang tan hết, từ trên ngọc bài xuất ra hai phù hào cổ quái mà Hàn Lập không nhận ra được. Sau đó, lão giả mặt vàng nhấc tay lên, ném ngọc bài cho Hàn Lập. Thẻ bài này phải bảo quản cho thật tốt, nếu bị mất phải đến ngay chỗ ta lĩnh cái khác, nếu không sẽ bị dựa theo luật của khôi tinh đảo mà chỉ tội như kẻ xâm nhập. Đương nhiên nếu nói ngươi về sau định cư nơi đây thì ngọc bài này không cần đến, sẽ bị thu trở về. Đương nhiên luyện thi phía sau ngươi thì không cần, sau khi nói xong mấy lời này, vị tiên sư này liền không hề để ý đến ba người, lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cố Đông chủ tự nhiên ý thức được lập tức lui ra ngoài. Nhưng Hàn Lập đối với việc người này nhìn ra thân phận chân thật của khúc hồn có chút để ý, sau khi liếc mắt nhìn một lúc, cũng không tiếng động rời ra ngoài. Sau khi Hàn Lập đi ra ngoài không bao lâu, vị Dương tiên sư này lại mở hai mắt ra, có chút không hiểu thì thào lẩm bầm luyện thi này thực có chút cổ quái rõ ràng là tử thi hoàn toàn sao còn có linh khí phát tán ra bên ngoài đây chẳng lẽ là một loại luyện thi thuật mới tiếp theo lão giả mặt vàng lại bắt đầu chìm vào trong trầm tư mà bên ngoài cố đông chủ sau khi xuất cảng liền thuê một cỗ thú xa do hai con quái thú nửa trâu nửa dê kéo mang theo hàn lập đi dọc theo một đại lộ trên đảo trên đường loại xe này nhiều như lông châu có vẻ rất nhộn nhịp nhưng sau khi chiếc xe xuyên qua vài tiểu trấn sạch sẽ náo nhiệt loại xe này rõ giảm đi rất nhiều, thậm chí sau khi quành vào vài đường nhỏ, người và xe gặp được trên đường lưa thưa không có mấy. Sau khi vội vã đi như vậy nửa ngày, chiếc xe rốt cuộc cũng đến một nông trang rộng mười mấy mẫu. Trước nông trang có rất nhiều chủng loại nông tác vật kỳ quái mà Hàn Lập chưa bao giờ thấy qua. Có loại thực vật ngũ cốc, trông giống như cây lúa nhưng lá cây vừa thô lại vừa dẹt, có màu hồng tím, còn tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Có loại thực vật rau xanh, ngoại hình cực kỳ giống bắp cải nhưng bắp cải của thiên nam làm gì có cái nào lớn bằng nửa người hơn nữa ở giữa còn có một vài đóa hoa nhỏ màu lam như vậy đâu. Ở nơi trồng mấy cây rau này có mười mấy người bộ dáng nông phu loay hoay trồng trọt. Một khung cảnh nông viên thật an tường. Hàn Lập đang có cảm giác mới mẻ khi nhìn thấy cảnh này thì thú xa đã ngừng lại trước một tòa nhà. Hàn Lập mang theo khúc hồn nhảy xuống trước, nhìn về bốn phía nơi đây. Phụ cận tòa nhà có đủ loại thúy tùng màu xanh, hơn nữa bên cạnh còn có một tòa đồi núi không nhỏ, xung quanh cũng rất trang nhã và yên tĩnh, khá độc đáo. cả tòa nhà bị một bức tường đất cao hai trượng bao phủ, mà sau bức tường là một tòa trạch viện trông mới tinh dị thường, phảng phất như mới xây không bao lâu. đây là cố gia, Hàn Lập trong lòng thầm khen một tiếng nhưng sau khi ánh mắt cẩn thận dò xét trên cây tùng vài lần, thần sắc lơ đáng đã có biến đổi. bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện ra, tại các cây tùng khắp bốn phía của tòa nhà lộ ra vài tia khí tượng của trận pháp, hiển nhiên các cây này đã bị hạ cấm chế hàn lập xem ra mấy cái này tuy không được gọi là cái trận pháp cao minh gì nhưng cũng đủ để vây khốn người tu tiên cấp thấp hàn lập đang chìm vào trong hồ nghi thì cố đông chủ đã xuống xe cười bồi nói hàn tiên sư trước hết hãy đến nhà ta nghỉ ngơi một lát đi ta sẽ kêu hạ nhân chuẩn bị rượu ngon đặc sản trên đảo cho ngài hàn lập nghe xong có chút thất thần nhìn bốn phía xung quanh rồi cười cười trả lời đến đây rồi ta cũng không quấy dày gia đình cố đông chủ nữa ở địa phương kia tạm trú chú một chút là được rồi đợi khi xong việc rồi sẽ lại tìm một chỗ ở lâu dài. Nói xong lời này, Hàn Lập lấy tay chỉ chỉ phương hướng nào đó một bên. Cố đông chủ và vương trường thanh nhìn theo hướng ngón tay Hàn Lập chỉ, thấy được chỗ đồi núi cô Linh kia, không khỏi hoàn toàn ngây dại. Nhưng sau khi nhiệt tình mời vài lần nữa không có kết quả, đành phải tùy ý để vị tiên sư có chút quái dị này chậm chậm đi lên núi. Hai người bọn họ bất đắc dĩ sau khi liếc mắt nhìn theo đành đi vào tòa nhà. Hàn Lập mang theo khúc hồn dọc theo một con đường khá lớn bên sườn núi lên đến một mô đất trên đỉnh núi, sau đó từ trên nhìn xuống cố ra trang dưới chân núi. Chỉ thấy, cố đông chủ đang được một đám nam nam nữ nữ xuống xít xung quanh đi vào một gian cự trạch trung tâm trang tử. Sau đó đám người liền tự động tản ra, chỉ còn có vài người có chút thân phận, ăn mặc hoa lệ đi theo tiến vào trạch viện. Hàn Lập khẽ nhếch mép rồi xoay người lại làm việc của mình. Hắn trước tiên tìm một vùng đất bằng phẳng ở lưng chừng núi, tiếp theo nhanh chóng chọn ra vài cây tùng to, xuất pháp khí nhanh chóng chia nhỏ mấy cây đó, sau đó khúc hồn làm việc. Nửa canh giờ sau, một tòa tiểu mộc ốc đơn giản xuất hiện trên đồi núi. Hơn nữa trong phòng đầy đủ bàn gỗ, ghế gỗ, thậm chí cả giường gỗ. Một tháng tiếp theo, Hàn Lập ở trong phòng mỗi ngày đều phục đan, dụng dược, luyện khí đả tỏa, cố gắng để sớm có ngày có thể khôi phục tu vi. Mà cố đông chủ và vương trường thanh kia, trong thời gian này cũng đến đây vài lần, Cùng Hàn Lập thương lượng một ít về việc xuất thủ khiêu chiến, sau đó không dám chậm trễ Hàn Lập tu luyện lại vội vàng rời đi. Nhưng Cố Đông chủ coi như là có lòng thành, cách một đoạn thời gian đều phái người lên núi đem một ít thực phẩm tinh mỹ lên cho Hàn Lập hưởng dụng. Hàn Lập tự nhiên sẽ không khách khí vui lòng nhận lấy. Trong đó có vài loại hoa quả phi thường ngon ngọt làm Hàn Lập ăn đến căng bụng, hiển nhiên là loại đặc sản hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua. Vào vài ngày cuối cùng của một tháng đó, tu vi Hàn Lập khôi phục đến trình độ tầng thứ 5 luyện khí kỳ. Điều này tuy làm cho hắn có chút ngoài ý muốn nhưng trong lòng càng thêm vài phần chắc chắn. Bởi vì theo như lời vị cố đông chủ kia, tiên sư được người hộ kia thỉnh mời cũng không phải là có những nhân vật có tu vi kinh người gì. Trừ một vài người, còn lại đa số đều là tu vi luyện khí kỳ 6, 7 tầng mà việc chọn đối thủ cần phải bắt thăm quyết định. Chỉ cần vận khí hàn lập không phải rất tệ, việc hạ đối thủ tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa vị cố đông chủ này vì muốn gia tăng phần thắng cho hàn lập, còn siêu tầm xung quanh được hai ba pháp khí lợi hại, muốn tăng cường thực lực cho Hàn Lập. Khi Hàn Lập thấy vài món chỉ miễn cưỡng được tính là thượng giai pháp khí này, mặc dù trong lòng xem thường nhưng cũng phải thu lấy, làm như vậy cố đông chủ mới có thể an tâm. Hai ngày sau khi Hàn Lập khôi phục tu vi tầng thứ năm, cố đông chủ và vương trường thanh rốt cục vẻ mặt khẩn trương tìm đến Hàn Lập. Hàn Lập không nói nhiều, trực tiếp lên xe do loại quái thú kia kéo thẳng đến một nơi nào đó trên đảo. Cú xa sau khi chạy liên tiếp hai canh giờ liền đem bọn họ vào một thành thị được kiến tạo hoàn toàn bằng đá trắng. Trước thành, ở cửa thành còn có không ít vệ binh phàm nhân chấn thủ. Nếu có người đi ra ngoài, bọn họ sẽ không truy hỏi, nhưng người muốn vào thành phải xuất ra một khối lệnh bài giống như khối của Hàn Lập đem cho họ kiểm tra mới được. Chẳng qua, khi Hàn Lập vào thành thì vệ binh lấy ra một cái vòng tròn bằng đồng, khua khua trên người Hàn Lập vài cái, sau khi thấy trên vòng tròn có lục quang phóng ra thì lập tức cung kính hành lễ với Hàn Lập rồi kiểm tra lệnh bài Cố Đông chủ và Vương Trường Thanh. Chương 369, Hiêu chiến thượng. Hàn Lập dò xét mấy vệ binh này một chút, tuy trên người không có linh lực dao động nhưng nhìn vào thân thể khỏe mạnh của mỗi người, xem ra đều phải luyện qua một ít công phu thô thiển. Chẳng qua làm cho hắn tò mò nhất chính là cái vòng đồng kia. Mấy vệ binh trên thân thể không có linh lực, thế nhưng lại có thể nhờ vào thứ này phân biệt được ai là người tu tiên, thật đúng là một thứ kỳ diệu. Hàn Lập không khỏi dò xét vòng đồng đó vài lần hết thảy điều này đều bị vương trường thanh bên cạnh thu vào trong mắt liền cười giải thích cho hàn lập kia là linh bàn có thể giúp cho phàm nhân chúng ta nhận biết được thân phận của các tiên sư linh bàn hàn lập nghe xong xương hồ này có chút ngẩn ra nhưng lập tức nhớ tới đích xác có một đoạn trên vòng đồng được khảm một ngọc bàn lớn bằng bàn tay liền nhẹ nhàng gật đầu không nói gì tiếp theo hàn lập lạnh nhạt ngồi trên thú sa quan sát xung quanh thú sa đi dọc theo một ngã tư đường của bạch thạch thành đi về phía trung tâm trên đường người đi lại rất nhiều hơn nữa đi đi lại lại không ngừng lại có cả những người chạy vội xu thế rất náo nhiệt những người này quần áo đa số đều là màu trắng những người quần áo khác cũng đều mang quần áo giản dị như màu vàng nhạt xanh nhạt không có ai ăn mặc màu mè hoa lệ cả hơn nữa những người này rõ ràng có phân ra thân phận cao thấp thường thường một hai người ăn mặc cao quý đi phía trước phía sau lại là ba bốn người quần áo có chút rách dưới đi sát theo hiển nhiên là thân phận hạ nhân Cuối cùng bởi vì người và thú xa quá nhiều, xe của bọn Hàn Lập cũng không thể không giảm tốc độ mới có thể tiếp tục đi tới. Vất vả một hồi, thú xa rốt cuộc cũng đến một quảng trường thật lớn nằm giữa trung tâm tòa thành. Quảng trường này chiếm hơn 10 mẫu, tấp nập người qua lại, Hàn Lập liếc mắt nhìn thấy nơi nơi đều là đầu người chen trúc. Mà dòng người từ bốn phương tám hướng còn tiếp tục đổ về không ngừng. Dọc theo bốn phía quảng trường có nhiều cửa hiệu, trong mỗi cửa hiệu đều tràn ngập người. Tại trung tâm có một ít gian hàng tạm thời, Bộ dáng cũng kín hết chỗ, mà những chỗ còn lại cũng có rất nhiều người đang nhiệt tình nói chuyện, có vẻ vô cùng nhộn nhịp, náo nhiệt. Hàn Lập nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng hắn thoáng có chút sướng sờ vì thấy đông người như thế. Tối thiểu quảng trường này đang chứa hơn mấy vạn người, thú xa vào đến đây, tự nhiên không có khả năng tiếp tục tiến tới. Cố Đông chủ liền xuống xe, mang theo bọn Hàn Lập đi bộ đến bên sân một tòa nhà nhà mang kiến trúc cung điện. Cung điện này cao khoảng vài chục trượng, rõ ràng cao hơn các kiến trúc khác nhiều. Hơn nữa trước cửa của cung điện lớn kia còn đứng một loạt vệ binh, cầm trong tay trường mâu lấp lóe đứng thủ vệ, không cho những người khác tùy tiện lại gần nơi này. Hôm nay là ngày khôi tinh đảo mở cửa 3 tháng một lần cho nên người trong đông thạch thành phải đông hơn mấy lần so với trước. Cơ bản người của mỗi mấy thành trấn đông bộ đều sẽ đến đây giao dịch một ít vật phẩm ghi hãn bình thường khó có thể mua được cố đông chủ vừa tiến tới vừa quay đầu lại giải thích cho Hàn Lập. Hàn Lập chỉ nhàn nhạt cười, đi theo đến trước cung điện. Cố đông chủ tiến lên nói vài câu với các vệ binh thủ môn kia, vệ binh liền vung tay lên, ý bảo bọn họ có thể đi vào. Vì thế, cố đông chủ vội vàng tiếp đón Hàn Lập và Vương Trường Thanh, rồi đồng loạt đi vào. Trong điện có vẻ rất âm hàn và u tính, tại hành lang sau cửa điện có mười mấy tên xem ra có chút thân phận đang túm năm tụng ba, lại đang to to nhỏ nhỏ bàn luận gì đó. Thấy cố đông chủ đã đến, tất cả đều nhìn lại có chút địch ý. Nhưng lúc này, cánh cửa màu tím ở một nơi khác trong hành lang mở ra, từ bên trong đi ra một thanh niên áo trắng tầm 20 tuổi. Người này gương mặt thanh tú trắng trẻo, bộ dáng văn nhược. Vị này là cố tiên sinh sao, những người khác đều đã đến, chỉ còn thiếu cố ra. Nhưng bên trong chỉ người tu tiên tham gia khiêu chiến mới có thể đi vào. Cố tiên sinh hãy ở lại đây chờ kết quả đi. Thiếu niên thiện ý liếc mắt nhìn Hàn Lập, rồi lễ phép nói với cố động chủ. Tu vi của thanh niên, dưới sự xem xét của Hàn Lập hiển lộ không thể nghi ngờ, trên dưới bốn năm tầng luyện khí kỳ cùng với hắn bây giờ không sai biệt lắm cố đông chủ thấy vậy đành phải dùng ánh mắt hy vọng liếc nhìn hàn lập sau đó trong miệng sương đúng vậy đứng lui sang một bên hàn lập thần sắc như thường theo thanh niên đi vào sau cửa gỗ sau đó cửa gỗ lập tức đóng chặt ta họ văn đạo hiếu có thể gọi ta văn tường chẳng qua ta chưa từng thấy qua đạo hiếu chẳng lẽ là tu sĩ mới đến khôi tinh đảo chúng ta sao mang theo hàn lập tiến vào sau cửa gỗ Thanh niên bỗng quay đầu lại mỉm cười hỏi. Tại Hạ Hàn Lập, tháng trước mới đến Khôi Tinh đảo. Trải qua việc luyện tập trong khoảng thời gian này, Hàn Lập cuối cùng đã có thể nói tiếng địa phương thông thạo. Ha, ha, thật sự bội phục, lấy tu vi hiện tại của đạo hữu mà dám xuất ngoại chu du, đạo hữu thật đúng là đảm thức hơn người. Tại Hạ thì không được như thế, từ lúc xuất sanh trên đảo này đến nay, cũng chưa rời khỏi Khôi Tinh đảo nửa bước, thanh niên có chút hâm mộ nói. Nghe xong lời này, Hàn Lập chỉ cười khẽ không nói gì sau đó hàn lập đi theo thanh niên đi thẳng ra một đại sảnh hình vòng tròn bên trong có ba mươi mấy tên tu sĩ hoặc đứng hoặc ngồi mang vẻ mặt khác nhau xem ra mọi người đều đã đến phía dưới sẽ ngay lập tức bắt đầu thi đấu một trận chiến quyết phân thắng bại chỉ cho phép đả thương người chứ không cho phép giết người nếu không hủy bỏ tư cách thắng ngồi đối diện đám người là một lão giả tiên phong đạo cốt nói cực kỳ ngắn gọn ở trong phòng tất cả đều là tu sĩ luyện khí kỳ chỉ có một mình hắn là tu vi trúc cơ sơ kỳ xem ra là tu sĩ quản lý việc thi đấu này mà thanh niên họ văn tiến vào đại sảnh liền chạy nhanh đến chắp tay đứng phía sau lão giả lão giả không để ý đến thanh niên mà xuất ra một cái ống ngọc màu xanh trong ống có hai mươi mấy chiếc thẻ trúc tốt lắm muốn khiêu chiến hãy đến lấy một thẻ số giống nhau thì tỉ thí với nhau người thắng mới có tư cách khiêu chiến đại diện của mười thương gia kia nghe xong lời này ba mươi người kia đại đa số đều nhìn về phía ống ngọc kia mà ống ngọc bỗng nhiên toát ra một tầng thanh quang bọc thẻ trúc vào trong. Thần thức những người khác tự động bị thanh quang bài xích ra ngoài, còn bị phản lại một chút ảnh hưởng, không khỏi rung động thân hình. Những tu sĩ khác không dùng thần thức thăm dò Ngọc Đồng thì lộ ra vẻ vui mừng khi thấy tai họa của người khác. Những người này chính là người tu tiên bị khiêu chiến, tự nhiên hy vọng bọn khiêu chiến như Hàn Lập càng mệt càng tốt. Thần thức Hàn Lập vốn cường đại, mạnh mẽ phá vỡ thanh quang tự nhiên không vấn đề gì, nhưng hắn cũng sẽ không làm việc gây nên sự chú ý này. Vì thế sau khi ngơ ngác nhìn nhau, Hàn Lập đợi cho đám tu sĩ luân lưu tiếp tục lên lấy thẻ tre. Hàn Lập ngẫu nhiên lấy ra một thẻ, thoáng nhìn thì thấy một ký hiệu màu bạc cổ quái. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, hắn đã quên mất một việc, hắn không biết văn tự địa phương, nhưng Hàn Lập mặt không chút thay đổi, vẫn cầm trong tay thẻ trúc vừa mới lấy được, bộ dáng không có chuyện gì. Số 1, lão giả lạnh lùng nói một tiếng, lập tức có hai gã tu sĩ tay cầm thẻ trúc giống nhau đi ra. Các ngươi sang sàn đấu bên kia tỉ thí, Nơi đấy có trận pháp mạnh, không sợ pháp thuật phá hư. Chỉ cần có thể lấy thẻ trúc của đối phương giao cho ta là thắng. Ta sẽ không hỏi các ngươi đã dùng phương pháp và thủ đoạn gì. Đương nhiên không thể giết chết đối phương lão giả không khách khí nói. Vâng, tiền bối, hai người này cúi người thi lễ với lão giả một cái rồi đi đến hướng sàn đấu Lộ Thiên Mơ hồ có thể thấy được phía sau đại sảnh. Kết quả sau khi trên sàn đấu xuất hiện một trận ánh sáng màu trắng, bóng dáng hai người biến mất. Nhưng sau một lúc thân ảnh hai người có chút mệt mỏi lại xuất hiện trở lại trên sàn đấu. Trong đó một người hưng phấn trùng trùng đem hai thẻ trúc giao cho lão giả, tên còn lại thần sắc ảm đạm trực tiếp đi ra khỏi đại sành. Số 2, lão giả lạnh như băng hô lên, bởi vì tu sĩ luyện khí kỳ tranh đấu thủ đoạn có chút đơn giản cho nên rất nhanh phân ra thắng bại. Thậm chí có một đôi tu sĩ vừa mới đặt chân trước tiến vào, chân sau ngay lập tức đi ra. Vô luận người thắng hay kẻ bại cũng đều hì hì cười, cao hứng dị thường. Điều này làm cho Hàn Lập đứng ngoài xem không khỏi có điểm kỳ quái. Số 7, một gã tu sĩ theo thanh âm lão giả lập tức đứng dậy, nhưng tên còn lại vẫn chậm chạp xuất hiện. Số 7 lão giả sắc mặt trầm xuống lại quát lên, lúc này Hàn Lập mới mang vẻ mặt giật mình đi ra, ngoài miệng vội vàng giải thích tiền bối. Thật sự không phải, ta vừa rồi nhìn lầm dãy số, nghĩ rằng mình là số 9. Lão giả căn bản không để ý Hàn Lập nói gì, không kiên nhẫn vung tay lên. Hàn Lập liền tự giác cùng tên còn lại rảo bước hướng về sàn đấu mà đi. Luồng bạch quang qua đi, Hàn Lập cùng đối phương xuất hiện tại một mảnh thiên địa màu trắng, không gian hơn 10 trượng xung quanh, bốn phía đều là sương mù màu trắng. Tu vi các hạ thấp hơn so với ta ước chừng hai tầng, ta xem ra không cần đánh nữa đâu, đạo hữu trực tiếp nhận thua đi. Kẻo tại hạ nhất thời lỡ tay làm trọng thương đạo hữu. Trung niên tu sĩ đối diện vẻ mặt tự tin nói với Hàn Lập. Hàn Lập nhìn vị cao thủ luyện khí kỳ tầng 7 đối diện này, thấy giống mình ngay cả vòng bảo hộ đều không xuất ra, khẽ mỉm cười. Chương 370, khiêu chiến hạ, có gì buồn quờ chứ, ta chính là có lòng tốt không muốn đả thương ngươi mà thôi. Vị tiên sư đối diện này thấy vẻ mặt có phúc không chịu hưởng này của Hàn Lập, không khỏi trở nên tức giận, càng ra vẻ cao nhân. Không có gì, ta chỉ là nghĩ rằng chàng tỷ thí này tựa hồ so với ta tưởng tượng có lẽ thoải mái hơn một chút. Hàn Lập dùng mũi chân điểm điểm mặt đất phía dưới, nói ra một câu kinh người. Cái gì ngươi dám coi thường ta như vậy trung niên tu sĩ này lập tức sắc mặt đỏ bừng khoát tay một cái trong tay đã xuất hiện một thứ trong suốt nhưng hắn chưa kịp xuất ra vật trong tay thì bỗng cảm thấy một bóng người xuất hiện trước mắt tiếp theo hai mắt tối sầm chân mềm nhún ngã xuống đất chẳng còn biết trời đất gì nữa hàn lập vác trung niên tu sĩ thân sắc như thường từ bên trong đi ra những tu sĩ khác trong đại sảnh gặp một màn này đều cảm thấy ngạc nhiên tranh lệch tu vi giữa hàn lập và đối thủ bọn họ đều biết rất rõ nhưng người thắng lại là Hàn Lập, việc này thực rất ngoài ý muốn. Nhưng cũng không phải tất cả tu sĩ đều vô cùng kinh ngạc. Chỉ có một lão giả trên mặt nhiều chỗ băng bó là lộ ra thần sắc cực kỳ cổ quái. Hắn thâm ý sâu sắc nước mắt nhìn Hàn Lập, tuy không nói câu nào nhưng tựa hồ biết Hàn Lập đã ra tay như thế nào. Hàn Lập hắc, hắc cười, bất động thanh sắc đem hai cái thẻ trúc đặt trước mặt lão giả, rồi đem đối thủ đang hôn mê đặt trên nền đất, xong liền đi về phía các tu sĩ chiến thắng. Lão giả nhìn trung niên tu sĩ đang bất tỉnh dưới chân, nhẹ lắc lắc đầu, lộ ra một vẻ mặt cười mà không phải cười. Số 8, lão giả nhìn 10 tên tu sĩ không phải thượng tràng ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói: "Kế tiếp dựa theo số hiệu để bắt đầu việc khiêu chiến, nếu là tự cảm thấy pháp lực bị tiêu tốn nghiêm trọng có thể trước hết nghỉ ngơi một chút. Đợi sau một lúc khiêu chiến lại, nhưng trong hôm nay toàn bộ khiêu chiến phải chấm dứt, nếu không sẽ bị mất quyền khiêu chiến." Hơn nữa khiêu chiến giả sẽ không được phép khiêu chiến với người đã đánh qua. Cho nên nếu thừa ra người thứ 11, có thể tại lúc cuối cùng khiêu chiến 10 người chiến thắng một lần. Tốt lắm, tiếp theo bắt đầu. Thấy lão giả nói xong rồi, tu sĩ số 1 vội vàng tuyển ra một gã đối thủ tu vi xem ra thấp nhất từ trong 10 tên tu sĩ kia, đồng loạt tiến vào sàn đấu. Đối thủ bị khiêu chiến kia chỉ có 6 tầng tu vi mà hắn là tu sĩ 7 tầng, xem ra xác suất chiến thắng không nhỏ. Nhưng chỉ sau thời gian một chén trà nhỏ, từ trong bạch quang đi ra trước lại là tên tu sĩ sáu tầng kia, còn tên tu sĩ số 1 sau một lát mới khắp người mang đầy thương tích đi ra. Hắn mang vẻ mặt xấu hổ, không nói lời nào trực tiếp chạy vội ra khỏi đại sảnh. Thấy một màn này, các khiêu chiến giả còn lại sắc mặt biến đổi, mà tu sĩ kia không cần nghỉ ngơi mà lập tức quay lại chỗ 10 người đang đứng. Tiếp theo, lão giả không có một chút ngạc nhiên nào hô lên, tựa hồ việc tu sĩ kia giành chiến thắng là việc đương nhiên. Tiền bối, pháp lực của ta hiện tại chưa khôi phục, Hãy chờ một lát nữa đi." Tu sĩ số 2 sắc mặt có chút đỏ lên nói. Số 3, lão giả không để ý đến người này thật sự là pháp lực chưa khôi phục hay là có chút khiếp sợ mà trực tiếp hô lên số tiếp theo. Mà vị tu sĩ tiếp theo sau khi nhíu mày suy nghĩ, cũng không tiếp chiến. Mà tu sĩ số 4 tiếp theo mang vẻ mặt như đang làm một chuyện gì nguy hiểm, liều mạng chọn ra một gã đối thủ rồi cùng tiến vào sàn đấu. Kết quả, một màn đồng dạng lại xuất hiện, nhìn tu sĩ số 4 mang thương thế không nhẹ, nhóm khiêu chiến giả còn lại không giấu giếm được vẻ sợ hãi. Dưới tình huống này, hai gã tu sĩ kế tiếp đều cùng đem cơ hội khiêu chiến kéo dài ra sau. Bọn họ cho rằng, nhường cho người khác thi đấu trước mới là lựa chọn khôn ngoan nhất. Số 7, lão giả sau khi thần sắc biến đổi một chút, chậm rãi gọi lại số của Hàn Lập. Hàn Lập im lặng không nói đi ra, dùng một ngón tay chỉ vào một gã đối thủ tu vi 6 tầng. Tên tu sĩ kia là một hán tử khỏe mạnh, thấy Hàn Lập chẳng những không lùi bước mà còn tuyển hắn, nhất thời cười dữ tợn, bước mạnh hướng sàn đấu đi đến. Hàn lập thì ngược lai, chậm rãi bước đi, phảng phất như đang cân nhắc đối sách. Sau khi thân hình tráng hán và hàn lập biến mất trong bạch quang, tất cả mọi người chú ý nhìn về hướng sàn đấu. Trúc cơ kỳ lão giả thì lại nhắm hai mắt, tựa hồ bắt đầu dưỡng thần. Nhưng sau đó chốc lát, da mặt khẻ nhúc nhích một chút, tiếp theo trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ, ánh mắt mang vẻ kinh ngạc mở ra. Tiếp đó, một bóng người từ trong bạch quang xuất hiện trên sàn đấu. Chúng tu sĩ vội vàng ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy sau khi bạch quang tiêu tán người nọ lại là Hàn Lập. Chỉ thấy hắn cả người cao thấp cũng không hề có một chút vết thương nào, nhưng một tay lại kéo đối thủ cả người bị đốt cháy, nhàn nhã đi ra, bộ dáng vô cùng thoải mái. Thấy lại một màn này, không chỉ riêng tất cả các tu sĩ khiêu chiến đều sợ ngây người, những người bị khiêu chiến còn lại cũng lộ ra vẻ khó có thể tin được. Cho nên vị văn tường đang ở phía sau lão giả kia, miệng há hốc mồm, bộ dáng nhất thời không thể khép lại. Hàn Lập đem vị đối thủ chỉ còn chút hơi thở này đặt trước mặt lão giả, rồi trước các loại ánh mắt kinh dị, quay trở lại vị trí lúc trước. Mà các khiêu chiến giả khác thấy vậy, đều không tự kìm hãm được lộ ra một vẻ kinh sợ. Thấy loại tình hình này, trong lòng Hàn Lập cười lạnh một tiếng. Xem ra, vô luận đến địa phương nào, dùng thực lực để nói chuyện đều là cách có hiệu quả nhất. Có lẽ chuyện Hàn Lập đại thắng ngoài ý muốn cấp cho những người còn lại sự tin tưởng thủ thắng, kết quả mấy người sau đó đều không trốn tránh nữa trực tiếp chọn lựa đối thủ đại chiến một phen. Nhưng vài người này không người nào không có kết cục trọng thương. Thấy cảnh này, vài vị khiêu chiến giả còn lại sau cơn kinh hãi, hoàn toàn dập tắt ý nghĩ có thể chiến thắng trong lòng. Sau khi suy tính, đều từ bỏ quyền được khiêu chiến. Dù sao nếu đã biết rõ không thể địch lại thì không nên cứng đầu, bọn họ không phải đầu gỗ. Sau đó, lão giả đương trường tuyên bố chỉ có hàn lập một người thay cố ra lấy được tư cách buôn bán giữa các đảo lớn. Tiếp đó, Lão giả đem một khối ngọc giản màu lam giao cho Hàn Lập, nói hắn đem cho người của Cố gia. Tiếp theo, lão giả không khách khí hạ lệnh trục khách. Tất cả tu tiên giả đều bị hắn không khí mời ra khỏi đại sảnh. Đến hành lang, Hàn Lập đem ngọc giản màu lam giao cho Cố Đông chủ. Cầm ngọc giản trong tay, thần sắc trên mặt hắn thật sự là phấn khích vạn phần. Đầu tiên có chút không tin, tiếp theo là kinh ngạc, cuối cùng mới là vẻ mừng như điên. Hàn Tiên sư Lòng cảm kích đối với ngài, Cố Mỗ cũng không muốn nói nhiều lời. Ngài hãy yên tâm, điều kiện Cố gia đã hứa sẽ tuyệt đối làm được cho tiên sư. Khi nói những lời này thì Hàn Lập, Cố Đông Chủ và Vương Trường Thanh đã ngồi trên thú xa, đang trên đường trở lại Cố gia trang. Hắn tuy nói chuyện thân tình, cảm kích, nhưng hai tay lại gắt gao ôm lấy ngọc giản như sợ nó bay mất, bộ dáng thật sự có chút buồn cười. Ta tin rằng Cố tiên sinh sẽ không làm loại việc qua cầu rút ván này. Đặc biệt đối với một phi tu tiên giả mà nói Hàn Lập lưng dựa vào thành xe, cười mỉm nói. Nghe thấy lời nói tựa hồ mang ý cảnh cáo này của Hàn Lập, cố đông chủ và vương trường thanh thần sắc tái nhợt, không dám, không dám liên tục. Không lâu sau, Hàn Lập đã về tới một ốc trên núi, mà khúc hồn đang thành thật thủ tại nơi đây. Sau ba ngày Hàn Lập chỉ ở trong phòng tái luyện khí, vị vương trường thanh kia lại tìm đến đây. Lần này hắn đến thông báo khô Hàn Lập, hắn có thể lên tiên sơn đăng tiên các giải quyết việc để có được tư cách ở lại khôi tinh đảo vĩnh cứu, thuận tiện còn muốn hàn lập xác định nơi tu luyện về sau. Dù sao tu tiên giả trên mỗi đảo đều có thể có được động phủ của chính mình. Tuy nhiên bởi vì không tham gia đại hội tranh đoạt linh địa nên địa phương tìm được khẳng định linh khí ít một chút, nhưng cuối cùng cũng có thể có nơi tu luyện. Hàn lập xem lại đảm bảo thư được cố ra đóng dấu, ngựa khí nhằm thằng trung bộ khôi tinh đảo bay đi, khúc hồn tự nhiên là lưu lại bảo vệ tiểu ốc. Dọc theo đường đi, Hàn lập bay qua 7, 8 tòa thành thị, Cùng mười mấy chấn nhỏ, rốt cuộc trông thấy Tiên Sơn theo như lời Vương Trường Thanh. Đó là một tòa cự sơn màu xanh cao ngất đến nửa tầng mây, có ba ngọn núi cao chọc trời, giống như là một tòa pháo đài nguy nga, khi thế rất oai nghiêm. Dưới ngọn núi lớn có rất nhiều núi nhỏ, nhiều không thể đếm xuể. Liếc mắt nhìn lại, Hàn Lập căn bản không biết núi này rộng lớn bao nhiêu. Hàn Lập ngơ ngác nhìn cái gọi là Tiên Sơn, có chút ngẩn người. A, à, đây không phải là Hàn Đạo hữu sao? Phía sau Hàn Lập bỗng nhiên truyền đến một âm thanh tiếp đón. Hàn Lập hơn kinh hãi, nghĩ thấy có chút quen tai, vội vàng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy phía sau cách đó không xa, vị văn văn nhược nhược văn tưởng kia đang cười cười nhìn hắn, dưới chân đang dậm lên một cái luân tử giống như pháp khí phi hành. Hóa ra là văn đạo hiếu, thật trùng hợp quá. Hàn Lập sau khi dùng mình, liền cười ha ha nói. Hi hi, đúng vậy, ta cũng không nghĩ gặp đạo hiếu. Đối với việc đạo hiếu có thể đánh bại tu sĩ của hộ vệ đội ta thật sự là cực kỳ bội phục đó. Hộ vệ đội, Hàn Lập nghe xong từ này có điểm ngây người. mươi 371, Đăng Tiên Các, Hàn Đạo Hiếu, 10 tên tu sĩ mà ngươi khiêu chiến, thật ra cũng đều là do những đại hộ thuê những mấy đả thủ nhàn dỗi tới bổn đảo lập thành hộ vệ đội. Tuy bọn họ mỗi người tu vi không cao, nhưng bởi vì thường xuyên suốt hải bác sát yêu thú, còn thường cùng với tu sĩ trên đảo luận bàn tranh đấu, cho nên luận về kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn của họ so với các tu sĩ bình thường hơn nhiều lắm. Đừng nói là tu vi bằng đối phương, chính là bình thường những tu sĩ có tu vi cao hơn 2-3 tầng so với bọn họ, thua trên tay bọn họ cũng không tính là sự tình gì kỳ quái. Phan tường thần sắc dương dương nói, không có gì, hàn mỗ chỉ là may mắn mà thôi. Hàn lập cười cười khách khí nói, luận về kinh nghiệm tranh đấu phong phú, hắn cũng không phải là ít. Đúng rồi, đạo hữu đã tới đây, phải chăng muốn đi đăng tiên các làm thủ tục. Phan tường nhìn nhìn phương hướng thanh sơn, quay đầu lại mỉm cười hỏi. Văn đạo hữu đoán đúng rồi, tại hạ đích xác có việc xuống đảo này làm chút thủ tục, thực thuận tiện lựa chọn lấy một chỗ để tu luyện. Việc này tính ra cũng không có gì phải giấu giếm, Hàn Lập liền thản nhiên nói. Ha ha, đăng tiên các tại hạ cũng có qua mấy lần, không bằng để tại hạ đưa đạo hữu đi, dù sao cũng thuận đường. Nếu không thanh vân sơn lớn thế này, thật sự khó tìm kiếm văn tường nghe xong lời Hàn Lập, thành thật đề nghị. Thấy đối phương chủ động nhiệt tình như thế, Hàn Lập cân nhắc một chút liền mở miệng đa tạ, vì thế, hai người sóng vai bay về hướng Đại Sơn phía trước. Thanh Vân Sơn tại bổn đảo, trừ Thiên Trụ Phong, Thiên Tiêu Phong, Thiên Môn Phong Tam Đại Cự Phong, ngoài ra còn có 367 ngọn tiểu sơn, các loại động quật cùng sơn cốc lớn nhỏ không thể kể hết. Có thể nói nơi đây có rất nhiều địa phương có thế tu luyện vừa phi hành về phía trước, văn tường vừa thao thao bất tuyệt giới thiệu núi non trước mắt cho Hàn Lập. Đương nhiên, tuy đại bộ phận Thanh Vân Sơn nằm trên một linh mạch không nhỏ nhưng mật độ linh khí nồng đậm khẳng định là không giống các nơi khác, Bình thường mà nói ngọn núi càng cao thì linh khí lại càng sung túc thêm một chút, vì thế 36 ngọn núi cao nhất có linh khí sung túc nhất liền trở thành đối tượng khiêu chiến của bổn đảo diễn ra 10 năm một lần. Phàm là người trên 36 ngọn núi này tu vi đều rất cao, có thể tùy ý khiêu chiến bọn họ, nếu thắng liền có thể trở thành chủ nhân ngọn núi này. Các ngọn núi khác có linh khí kém hơn, bình thường chỉ cần có tu sĩ tiến vào chút cơ kỳ là có thể chọn một trong số những ngọn núi đó làm nơi tu luyện, cho nên tu tiên giả luyện khí kỳ chỉ có thể thành thành thật thật mà tìm một ít sơn cốc hay động quật mà làm nơi tu luyện. Trúc cơ kỳ có thể có được một ngọn núi riêng của mình. Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn, đúng vậy, chẳng qua trúc cơ kỳ tu sĩ bổn đảo đã đem chiếm cứ hết rồi, như vậy luyện khí kỳ tu sĩ chúng ta cũng không cần tơ tưởng đến loại chuyện tốt này văn tường tự diễu nói. Ồ, các loại ý niệm trong đầu Hàn Lập lướt qua một lượt, cảm thấy có chút hưng phấn. Đúng rồi, tam tọa chủ phong kia cao như vậy, trên đó linh khí không phải càng thêm sung túc sao. Hàn Lập bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tùy ý hỏi một câu. Đó là đương nhiên rồi, ngọn cao nhất kia chính là thiên trụ phong, chính là nơi linh nhãn của bổn đảo đồng thời cũng là nơi tu luyện của đảo chủ Mộc Long chân nhân, không cho phép các tu sĩ khác tiến vào, nghe nói một đảo chủ có tu vi kết đan trung kỳ, thần thông rất lợi hại. Mà thiên môn phong cùng thiên tiêu phong còn lại là động phủ của hai vị phó đảo chủ viên quân chân nhân cùng khản cầm chân nhân, mặc dù kém một chút so với thiên trụ phong nhưng linh khí cũng gấp mấy lần so với các địa phương khác văn tường nói xong cũng không khỏi lộ ra vài phân hâm mộ. Văn đạo hiểu, hai vị phó đảo chủ cũng là tiền bối kết đan kỳ hay sao? Hàn lập nghe vậy, chậm rãi hỏi, hai vị phó đảo chủ chẳng những là tu sĩ kết đan sơ kỳ mà lại còn là một đôi song tu đạo lữ vân tường lắc đầu ảo não nói. Nghe xong lời này, Hàn lập cũng phải nhíu mày, một cái khôi tinh đảo thế nhưng lại còn có ba gã kết đan kỳ tu sĩ thật đúng là vượt ra ngoài dự kiến của hắn. Hàn Lập cũng đang cân nhắc nhưng cũng đã cùng Văn Tường tiến vào bên trong Thanh Vân Sơn, ngẫu nhiên còn gặp vài tên tu sĩ đang ngự khí phi hành. Nhưng bọn họ cũng chỉ liếc mắt lãnh đạm nhìn hai người rồi cũng phi hành rời đi. Nửa khắc sau, dưới sự dẫn đường của Văn Tường, Hàn Lập rốt cuộc cũng tới được một ngọn núi cao. Trên đỉnh núi xuất hiện một tòa tiểu lầu hai tầng, cũng không biết là được tu kiến từ bao lâu rồi, bên ngoài chẳng những bẩn thỉu, hơn nữa vô cùng cũ kỹ, trên cửa còn lộ ra một tấm biển, mặt trên có viết ba chữ màu đen đăng tiên các. Nhìn đến đây, Hàn Lập không khỏi mơ hồ. Trong này chính là, tuy đã thấy chiêu bài nhưng Hàn Lập cảm thấy khó tin không khỏi quay sang hỏi Văn Tường. Tuy không muốn thừa nhận việc này, nhưng nơi này đích xác chính là đăng tiên các Văn Tường lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta liền đưa ngươi đến trong này, tiền bối phụ trách đăng tiên các tính tình có điểm quái dị. Đạo hữu nên chút ý một chút Văn Tường phất tay cáo từ Hàn Lập, trước khi chia tay đã truyền thanh cảnh báo. Hàn lập thản nhiên nhìn tới người thanh niên dần biến mất, sau đó lơ đãng lắc đầu, thần sắc như thường hạ xuống trước lâu các, chậm rãi đi vào. Nhưng hắn mới vừa đi tới trước cửa, bên tai liền truyền đến một tiếng thanh âm có chút âm lệ. Tiến đến đây đi, cửa ở chỗ này, nghe xong lời này, trong lòng hàn lập không khỏi dùng mình, nhưng cũng nhanh chóng đi vào lầu các. Đi vào bên trong lầu các, hàn lập cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Bên trong chính là hoàn toàn tương phản với bên ngoài, trang hoàng hoa lệ vô cùng mặt đất trải thảm màu hỏa hồng được làm bằng ti trù chân quý, trên vách tường nạm vàng khảm ngọc, vô số bảo thạch bề mặt không ngừng lóe sáng, có vài loại hàn lập cũng không biết là loại hoa thảo diễm lệ nào, đặt ở mấy góc sáng sủa. Mà đối diện hàn lập hé ra một chiếc thạch sàng cổ quái, chiếc sàng này phóng ra dị quang minh mông, tuy không biết là được làm từ vật liệu gì nhưng khẳng định phải là phi thường chân quý. Phía trên, một trung niên nhân sắc mặt tiều tụy đang nằm đó, người này mặc một chiếc áo bằng da yêu quái màu hỏa hồng nguyễn lệ, hai tay ôm một viên chân châu lớn màu trắng, đang nhìn Hàn Lập. Xin chào tiền bối, tại hạ phải làm thủ tục định cư, xin hỏi có phải tiền bối phụ trách việc này không? Hàn Lập nén cảm giác ngạc nhiên trong lòng xuống, không người thi lễ cung cần hỏi. Định cư, có bảo nhân chứ? Trung niên nhân ho nhẹ một tiếng, hữu khí vô lực hỏi. Có, Hàn Lập lấy ra văn thư cố gia nhân cấp, tiến lên hai bước đem giao cho Trung niên nhân. Hắn cũng không dám cười người này, bởi vì linh lực dao động trên người đối phương rõ ràng nói cho hắn biết người này chính là một tu sĩ cường đại thực lực đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Trung niên nhân tiếp nhận văn thư trong tay Hàn Lập, thoáng đảo qua rồi đặt xuống, trong mắt tinh quang chợt lóe, bắt đầu dò xét hắn. Ta nghe nói có một tu sĩ mới lên đây, lấy tu vĩ ngũ tầng liền đánh bại người trong hộ vệ đội, không phải chính là ngươi chứ? Bàn tay trung niên nhân vuốt ve khỏa chân châu trong lòng, có chút thở ơ, đột nhiên hỏi. Nghe được câu hỏi của đối phương như vậy, Hàn Lập trong lòng cả kinh, miệng vội vàng khiêm tốn nói, vãn bối chỉ là may mắn mà thôi. Cũng không phải là thật, hừ, may mắn, người này cười lạnh hừ một tiếng, thấy vẻ mặt đối phương, Hàn Lập khẽ nhíu mày, đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc. Chàng tỉ thí này chính là sự tình ngày trước, người này như thế nào mà biết được. Phản phất nhìn ra Hàn Lập có chút khó hiểu, trung niên nhân đem nắm thật chặt bị yêu trên người, thần sắc bất động nói. Tên gia hỏa hộ vệ đội bị ngươi đánh bại cũng chính là tên đệ tử bất tài của ta, không ngờ lại bại trong tay đối thủ có tu vi thấp hơn, ta đã cho hắn đi diện bích rồi, dĩ tác trừng giới. Vừa nghe thấy lời này, Hàn Lập có chút ngẩn ngơ, miệng cười khổ. Cái này không phải là rất xảo hợp sao, chẳng lẽ vị này muốn trả thù cho đồ đệ. Hàn Lập có điểm bất an, yên tâm, sự tình này chính là của vãn bối các ngươi, ta sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng 5 năm, năm sau, Ta hy vọng người cùng tên đồ đệ bất tài của ta tỉ thí một hồi, bất luận là thắng hay thua ta cũng đều không truy cứu chuyện này." Trung niên nhân liếc mắt nhìn Hàn Lập, băng lãnh nói. "Một khi Tiền Bối đã có yêu cầu, Vãn Bối đương nhiên sẽ không cự tuyệt." Hàn Lập trong lòng khổ sở không ngớt, miệng lập tức đáp ứng. Thấy Hàn Lập đáp ứng rõ ràng như vậy, trung niên tu sĩ không khỏi dùng mình nhưng lập tức lại lộ ra vẻ hài lòng. "Về việc định cư lúc nãy, ta sẽ cấp cho ngươi." Bạch quang chợt lóe trên tay, trân châu bỗng nhiên biến mất trung niên nhân đứng dậy bước tới châm rãi nói. Cái gọi là thủ tục định cư trên đảo rất đơn giản, trung niên nhân xuất ra một khối kim sắc thư sách, điền tên Hàn Lập vào đó, đương nhiên lục sắc ngọc bài lúc trước của Hàn Lập tự nhiên là phải thu lại, mà đổi thành một cái lam sắc ngọc bội. Ngọc bội này lam quang lấp lánh, cũng chính là một kiện pháp khí cấp thấp, nghe trung niên nhân nói, vật ấy có hiệu quả tị thủy, ở trên đảo cũng khá hữu dụng. Nhưng tiếp sau đó, trung niên nhân lại lấy ra từ trên người một kiện ngân sắc hỏa sách, vứt cho Hàn Lập địa phương trên mặt có kim quang nghĩa là đã có người ở đó, còn lại là nơi có thể tu luyện, người chính mình tự lựa chọn đi. Khổ, khổ, trung niên nhân thân thể tựa hồ có chút không khỏe, mới nói được mấy câu liền không ngừng ho nhẹ, hình dạng như đang mang bệnh nặng. chương 372, Tiểu Hoàn Đảo, Hàn Lập tiếp nhận họa sách, chậm rãi mở ra, mới phát hiện mặt trên kim quang cùng bạch quang giao hô tương ứng, lóe ra hào quang thần bí chẳng qua mấy địa phương loang loáng kia đều tập trung tại trung tâm bản đồ tạo thành một khu vực lớn màu xanh. Lúc này Hàn Lập mới biết rằng, Thanh Vân Sơn chiếm một diện tích rộng lớn hơn cả tưởng tượng của hắn, khu vực màu xanh ở giữa đảo chiếm tới một phần tư diện tích cả đảo. Hàn Lập cũng đã nhìn thấy một bạch sắc quang điểm lóe sáng, ánh mắt không khỏi nheo lại ngưng thần nhìn kỹ. Lấy kim quang mà so sánh, bạch quang hiển nhiên nhiều hơn phân nửa, chẳng qua là độ sáng bạch quang hiển nhiên không giống nhau. Có cực kỳ chói mắt cũng có hào quang yếu ớt mỏng manh phát ra. Địa phương có tiêu chú chính là sơn phong, quang mang thập phần chói mắt, nhưng Hàn Lập căn bản không lựa chọn mấy cái địa phương này, bởi vì bên tai vang lên mấu câu sau của trung niên nhân. Các loại sơn phong, luyện khí kỳ tu sĩ không có tư cách tiến vào, còn mấy địa phương khác không hề có hạn chế, chỉ cần là địa phương Bạch Quang đều có thể đi vào. Mọi việc trên đảo đều giống như thanh niên tu sĩ lúc này nói cho hắn biết. Nhưng còn lại chính là đám thiên nhiên sơn cốc, động quật loại đó quả thật Bạch Quang ảm đạm rất nhiều. Vãn Bối muốn hỏi một câu mấy cái địa phương này tại đây có thể khai mở một cái động phủ lớn, có hạn chế gì hay không? Hàn Lập xem lướt qua họa sách, sau bỗng nhiên trầm giọng hỏi trung niên nhân. Lấy động phủ của người làm trung tâm, phạm vi trong vòng 10 dặm đều là của ngươi, có thể tùy ý bố trí trận pháp cùng cấm chế, chỉ cần ngươi có bổn sự làm lớn như vậy người trung niên lộ ra vẻ ngoài ý muốn nhưng lập tức liền hiện ra một tia trào phúng nói. Vãn bối có thể chọn địa phương này, nơi này cũng là bạch quang, vậy cũng sẽ có linh mạch sao? Hàn Lập nghe xong bình tĩnh hỏi. Sau đó, hắn dùng ngón tay điểm nhẹ lên trên bản đồ, nhất thời bạch quang kia biến thành hoàng sắc. Hàn Lập đem họa sách trả lại cho đối phương. Ở đây, ánh mắt trung niên tu sĩ đảo qua tại địa phương Hàn Lập đã điểm chỉ, trên mặt có chút tái nhợt, hình dạng như là có chút ngoài ý muốn. Hàn Lập điểm chỉ ở một địa phương nằm bên ngoài khôi tinh đảo, nơi đây bạch quang lóe ra đích xác yếu ớt mỏng manh. Đấy là tiểu hoàn đảo, chiều dài cũng chỉ có 6-70 dặm, nhưng đích xác trên đảo cũng có một vài tiểu linh mạch, chúng ta đã bố trí tại đảo một trận pháp phòng hộ. Đã kiến tạo một cái trấn nhỏ trên đảo ước chừng cũng được mấy trăm nhân khẩu. Trung niên tu sĩ cười cười nói không khỏi lộ ra vài tia chế nhạo. Hàn Lập cũng không có nói thêm lời nào, hắn biết đối phương một khi đã lộ ra thần sắc như thế, đảo này khẳng định sẽ không hề đơn giản. Đảo này đối với Khôi Tinh đảo chúng ta mà nói, có thể xem như một cái kê lạc bởi vì trên tuy có linh mạch nhưng đáng tiếc là nồng độ linh khí thật sự quá yếu ớt, diện tích lại quá nhỏ. Thực là muốn chọn nơi đây, tu luyện trên đó cố nhiên không có tu sĩ khác quấy dày nhưng nồng độ linh khí so với thanh vân sơn tối thiểu cũng chỉ được ba phần, nói cách khác, người tu luyện tốc độ chậm hơn không ít so với các tu sĩ khác. Trước kia cũng có vài kẻ giống như ngươi, đều là những tu sĩ thích độc chiếm lấy một địa phương khổ tu, cũng động dạng lựa chọn đảo này. Nhưng không tới vài năm, liền thành thành thật thật quay trở lại, Bọn họ tình nguyện nộp lượng lớn linh thạch để đổi chỗ tu luyện khác trên đảo, cũng không muốn tiếp tục đợi. Dù sao đối với người tu tiên mà nói, linh khí vẫn là trong yếu nhất. Hơn nữa trên có quy định, tu sĩ lựa chọn đảo này đồng thời phải có nghĩa vụ bảo hộ, chính là nói tới linh thạch duy trì trận pháp phòng hộ trên đảo phải do người tự mình chuẩn bị lấy. Đương nhiên, người có thể mà thu linh thạch làm bồi thường từ dân cư trên đảo. Hơn nữa bản thân không cần hàng năm lại giao nạp linh thạch cống thuế cho chủ đảo. Chẳng qua ta trước tiên nhắc nhở ngươi một chút, linh thạch của cư dân trên đảo này căn bản không đủ để bù lại hao tổn ngày thường của phòng hộ trận. Đến hôm nay mọi linh thạch tiêu hao trên đảo đều do khôi tinh đảo phụ trách mới có thể chống đỡ đến bây giờ trung niên tu sĩ dùng ngón trỏ quẹt quẹt mép giường phía dưới, Dương Dương nói. Có phải như vậy, nếu ta đến đảo này, trên thực tế ta chính là đảo chủ. Hàn Lập nghe xong lời đối phương, bắt đầu trầm ngâm dễ đến nửa ngày sau mới nhẹ giọng hỏi. Hắc hắc, đích xác là có thể như vậy người trung niên có điểm ngoài ý muốn. Hắn đã đem tình huống tồi tệ của đảo nói rõ ràng như thế, nhưng người trẻ tuổi này vẫn còn muốn lựa chọn, vậy thì mặc kệ hắn. Lúc này, trung niên nhân có chút nhẫn nại quay lại dò xét hàn lập thêm một lượt, thầm nhủ cười lạnh vài tiếng. Đến lúc đó số linh thạch khổng lồ tiêu hao hết, chỉ sợ là sẽ kêu khổ không ngừng. Hắn tin tưởng rằng nhiều lắm chỉ một hai năm tu sĩ trẻ tuổi này sẽ lại mối mặt trở về lựa chọn địa phương tu luyện mới. Nếu không, Kỳ thật một cái danh tiểu đảo chi chủ đã sớm thưởng cho tu sĩ khác rồi, sao còn có thể lưu tới bây giờ? Được, vãn bối liền chọn đảo này. Hàn Lập ngẫm nghĩ một chút liền tiếp nhận không hề do dự. Nghe Hàn Lập khẳng định như vậy, trung niên tu sĩ cũng không có chỉ hoãn. Hắn lần trong áo xuất ra một cái kim sắc mau bút, nhẹ nhàng điểm lên hòn đảo trên bản đồ, trong khoảng khắc bạch quang phía trên đã biến thành kim quang. Sau đó hắn lại lấy ra từ trên người một cái ngọc giản, dùng kim bút viết lên mấy chữ gì đó rồi vứt cho Hàn Lập. Hàn lập tiếp nhận ngọc giản cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt trên ngọc giản có hai cái phù hào kim sắc, nhìn có chút quen mắt, tựa hồ chỉ dùng để đề danh tự lên trên. Ngọc giản này, chính là chứng minh ngươi là người tu luyện trên tiểu hoàn đảo, bên trong còn có danh sách cư dân trên đảo, người liệu mà bảo quản cho tốt. Trung niên tu sĩ lạnh nhạt nói, sau đó hắn đem họa sách thu lại, nằm lại xuống giường, hơn nữa còn vẫy tay về phía Hàn lập. Ý tứ trục khách, biểu lộ rất rõ ràng, Hàn lập khẽ thi lễ, lùi bước đi ra ngoài. Rời đăng tiên các, Hàn Lập cũng không có ở lại Thanh Vân Sơn xem phong cảnh hay có ý kết giao đồng đạo mà là trực tiếp ngự khí bay khỏi Thanh Vân Sơn, trở về cố gia trang. Sớm ngày thứ hai, Hàn Lập để lại cho cố đông chủ một bức thư bên trên bàn rồi mang theo khúc hồn, bay tới một cái trấn nhỏ gần nhất. Tại đây, hắn mua bản đồ khôi tinh đảo và hải vực phụ cận, sau đó liền đi thẳng tới cảng khẩu. Nghe Vương Trường Thanh nói, Tại Khôi Tinh đảo có thành thị lớn nhất là Khôi Tinh thành nơi đây có một cái thiên đô nhai chuyên mua bán giao dịch vật phẩm cho người tu tiên. Hàn Lập tuy nhiên rất muốn qua nơi đây kiến thức một chút, nhìn xem hải ngoại tu sĩ giao dịch cái thứ gì, tụ tập công pháp gì. Nhưng hắn hôm nay tu vi thực sự thấp đến đáng thương, tới mấy cái địa phương chúng tu sĩ quần tập, làm hắn có chút thắc thỏm bất an, cảm giác trong lòng cũng không chút kiên định liền cố nén từ bỏ. Xem ra thực lực không đủ, lá gan cũng nhỏ đi nhiều Hàn Lập đang bay trên cảng khẩu có chút tự diễu lầm bẩm nói. Lần này không có lựa chọn Thanh Vân Sơn làm nơi tu luyện mà đi tiểu hoàn đảo nơi linh khí yếu ớt, chăng qua cũng là vì bảo vệ bí mật cái tiểu bình tử, mới phải khổ tâm đưa ra quyết định này. Chỉ có như vậy, một mình một đảo cách xa các tu sĩ khác, hắn mới có thể phóng khai thủ cước mà bồi dưỡng linh dược, sẽ làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh nhưng không làm cho các tu sĩ khác chú ý tới. Tuy nhiên cứ như vậy, có lẽ tốc độ tu luyện hơi chậm một chút, nhưng vẫn có linh khí để hắn còn có thể bồi dưỡng linh dược. Dù sao, hắn chủ yếu là phục dụng cùng luyện hóa đan dược mới có được tu vi như bây giờ, linh khí có ít ỏi một chút cũng sẽ không ảnh hưởng cho lắm. Hàn lập theo cảng khẩu bay ra khỏi cự đại cấm chế bao phủ cả khôi tinh đảo, liền theo như địa đồ miêu tả, bay thẳng đến tiểu hoàn đảo. Trên bản đồ hòn đảo này chính là nằm bên cạnh khôi tinh đảo, nhưng thực ra Hàn Lập phải phi hành liên tiếp một ngày một đêm mới từ phía trên thấy được đảo này. Hàn Lập đi một vòng quanh đảo, hắn rốt cuộc cùng nhìn thấy một cái trận pháp nhập khẩu nơi bến tàu. Vì thế, Hàn Lập từ từ hạ xuống trên bến tàu. Trên bến tàu có rất ít người, cũng chỉ lác đác vài tên bộ dạng như ngư dân, ngồi trên tiểu thuyền nghỉ ngơi. Bọn họ vừa thấy Hàn Lập cùng Khúc Hồn từ trên trời giáng xuống, đều từ trên tiểu thuyền bước lên đi tới bên Hàn Lập. Tại Hạ Hắc Quý, tham kiến tiên sư, nhóm người này vừa đến trước mặt Hàn Lập đều hành lễ, trong đó có một gã hán tử mặt đen phi thường cường tráng tới tới cung kính ân cần thăm hỏi, có lẽ là thủ lĩnh của mấy ngư dân này. Nơi này chính là Tiểu Hoàn đảo sao? Tuy Hàn Lập thầm nghĩ là không sai nhưng vẫn cẩn thận trước tiên hỏi một câu. Đúng vậy, tiên sư đại nhân, ngài đến để đổi linh thạch sao? Lần đổi trước cũng không cách đây bao lâu mà. Hắc quý mang vẻ nghi hoặc hỏi, ta không phải đến đổi linh thạch, nhưng từ hôm nay, linh thạch tiêu hao trên tiểu đảo này sẽ do ta bỏ ra, bởi vì chỗ này đã là nơi tu luyện của ta, các ngươi về sau gọi ta là Hàn tiên sư là được. Nghe được nơi đây chính là tiểu hoàn đảo, Hàn lập thở ra một hơi, mỉm cười nói với chúng nhân trước mặt. Sau đó, từ trong ánh mắt kinh ngạc của mấy ngư dân, lập tức hô hồ khúc hồn, lại ngự khí bay về hướng trung tâm đảo. chương 373, thân ngoại hóa thân, trên đảo cũng chỉ có duy nhất một chấn nhỏ, khá gần với cảng khẩu, mà ở phía tây đảo cách đây hơn 20 dặm có một tiểu sơn mạch, trên cũng có hai ngọn núi không lớn lắm, một ngọn cao ước chừng hai ba trăm trượng, ngọn còn lại hình dạng cũng chỉ có hơn trăm trượng mà thôi. Hàn lập tại trên không trung đã nhìn thấy ngọn núi phía xa, nhưng cũng cố nén tia hưng phấn trong lòng, trước tiên đi tới thôn trấn đã. Hàn lập cùng khúc hồn đã đến, dẫn đến không ít sao động, lập tức có một vị lão giả tự xưng là trưởng trấn, vội vàng đến gặp. Sau đó Hàn lập đem kim sắc ngọc giản giao cho lão giả kia kiểm tra một lượt. Vị trưởng trấn này lập tức hiểu được, khách khí nói, người toàn trấn hết thảy nguyện ý nghe theo tiên sư đại nhân điều khiển. Hàn lập đương nhiên là không có sự tình gì cần tới một ít phàm nhân hỗ trợ, mà là đại khái hỏi một chút tình huống trên đảo cùng với trên chấn xem xem liệu một người phải chi phân ngạch linh thạch tiêu hao cho phòng hộ trận nhiều ít bao nhiêu, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Nhưng nghe được là số lượng giao nộp cơ hồ có thể bất kỳ, hàn lập trong lòng có chút buồn bực. Cái này không phải là nói mọi tiêu hao linh thạch đều phải do hắn xuất ra chứ. Lời của trung niên tu sĩ nói cái gì mà hướng cư dân thu điểm linh thạch rồi đem bù lại một bộ phận tổn thất, xem ra thuần túy là nói để nghe mà thôi, có hay không căn bản không khác nhau là mấy hàn lập thầm chửi rủa trung niên tu sĩ một chút liền an ủi lão giả vào câu tiếp theo là vấn đề số lượng linh thạch tiêu hao cho trận pháp lão giả liền nói cho hắn biết lúc này hắn đành cấp cho lão giả linh thạch đủ dùng cho một năm hắn nói cho lão giả về sau hàng năm có thể tới động phủ của hắn lĩnh linh thạch cần thiết cho mỗi năm hàn lập cũng không để ý tới việc lão giả đang xưng tạ liền cùng khúc hồn bay tới phía tây đảo vừa tiến vào sơn mạch mà cư dân trên đảo gọi là tiểu hoàn sơn hắn liền cảm thấy linh khí nhàn nhạt, nhạt đập vào mặt cũng làm cho hắn thêm chút vui vẻ. Một lát sau, hắn liền đứng trên thần phong chu, bay một vòng quanh hai ngọn núi. Hiển nhiên, nồng độ linh khí của ngọn núi cao nhất càng thêm sung túc hơn một chút, nhưng ở ngọn núi thấp thì thô tráng hơn, tựa hồ làm động phủ càng thích hợp. Hơn nữa phía trên đã có một cái động phủ cũ của tu sĩ trước lưu lại, đầy đủ không tổn hao gì, cơ hồ có thể đến trực tiếp sử dụng. Hàn lập đứng trên thần phong chu trầm tư một lát, trong mắt tinh quang chợt lóe, chủ ý đã có trong đầu hắn trước tiên vào bên trong động phủ cũ kỹ đó, tại nơi sâu nhất trong động quật tìm một chỗ bí ẩn, tự phóng xuất pháp khí đảo xuống đất. Nửa ngày sau, một cái thông đạo quy mô đầy đủ, đường kính 2, ba trượng xuyên thẳng xuống phía dưới núi. Nhưng là thông đạo này gần xuống tới chân núi còn cách vài chục trượng thì bỗng nhiên chuyển phương hướng đi tới ngọn núi kia cách đó hai ba dặm. Tuy nhiên pháp khí trên tay hàn lập sắc bén vô cùng, hơn nữa lại có khúc hồn hỗ trợ, đại công trình qua một đoạn thời gian cũng đã hoàn thành nối thông hai ngọn núi với nhau sau đó hàn lập dựa theo hình dáng cố của thiên nam động phủ kiến tạo một tòa động phủ mới bên trong ngọn núi động phủ này hết thảy đều giống với động phủ trên thái nhạc sơn chính là lần này lại không có cửa ra vào ngoại trừ cái thông đạo kia tất cả đều là bán phong bế trong này mới là địa phương chân chính hàn lập dùng để tu luyện cùng bồi dục linh thảo như vậy có hai tòa động phủ thực giả lại càng thêm an toàn khai mở động phủ xong hàn lập lại đem ra bộ điên đảo ngũ hành trận bày ra tại phụ cận ngọn núi thấp hơn nhưng hàn lập xoay quanh không trung trên hai ngọn núi một lát trong lòng vẫn chưa có cảm giác an tâm hắn rõ ràng dùng bộ pháp khí mới được tân như thích tặng để bày trận lại bày ra thêm hai bộ trận pháp lợi hại chính là trận kỳ và trận bàn gọi là thiên phong cuồng liệt trận và huyễn hành thiên la trận hai cái trận pháp này đều có phạm vi lớn sau khi bố trí liền có thể bao trùm hai ngọn núi trong đó chúng nó tuy không có thần diệu như điên đảo ngũ hành trận nhưng chúc cơ kỳ tu sĩ gặp phải cũng sẽ phải chịu khổ Ngoại trừ kết đan kỳ tu sĩ ngạnh công, động phủ của Hàn Lập cơ bản là trên vạn người tới cũng chỉ vào được một. Bầu trời bên ngoài đại trận đã bị nhú bạch sắc vũ khí che giấu, ngọn núi mơ hồ nhìn không rõ, hắn khẽ cười một tiếng chậm rãi bước vào trong vũ khí, thân ảnh tiêu thất. Vào bên trong động phủ, Hàn Lập cũng không có nghỉ ngơi chút nào mà lại bận rộn không ngừng. Trước tiên đem một ít mầm linh thảo trồng bên trong ẩn bí dược viên, dù sao muốn đề cao cũng cần phải làm cho mầm trở thành cây con mới có thể được sau đó Hàn Lập lại đem tiểu bình đặt tại một góc trong dược viên, nhưng pháp bảo tàn phiến này vẫn thông qua động bích ngưng tụ suốt lục dịch. Tiếp theo hắn lại khai mở hơn 10 gian mật thất lớn nhỏ bất đồng, dựa theo dục trùng tâm đắc của ngự linh tông tu sĩ, nhất nhất cải tạo hoàn cảnh mật thất, đem đôi bạch chi thù cùng đám kỳ trùng còn sống đem bỏ vào trong đó, tại phụ cận còn thiết hạ cấm chế để phòng bọn chúng chạy trốn. Đương nhiên cũng phải đủ trùng thực, Hàn Lập cũng giải xuống một ít trước. Trọng yếu nhất chính là về sau, Hàn Lập không có phục dược tiến hành đả tọa luyện khí, mà là cẩn thận từ trong túi chữ vật lấy ra hôi bạch sắc ngọc giản tìm được bên người Việt Hoàng, bên trong ghi lại rất nhiều bí thuật cực kỳ quỷ dị. Khiến hắn cảm thấy chấn động là thân ngoại hóa thân thuật cũng nằm ở trong đó. Hàn Lập đem thần thức xâm nhập vào trong ngọc giản, nhìn kỹ thuật tu luyện này vô số lần mới rời khỏi ngọc giản, chìm vào trầm tư. Trước kia tuy Hàn Lập trong lòng sớm đã có định kế, nhưng hiện tại cẩn thận mà suy nghĩ lại thấy thuật tu luyện này nguy hiểm thật sự không nhỏ. Bởi vì trên Ngọc Giản đã nói rất rõ ràng, một khi tế luyện phân thân thất bại, thần thức đem cho phân thân sẽ tự hủy diệt, vô pháp tái thu hồi. Mà đối với tu luyện giả, nếu thần thức không đủ cường đại, còn có thể bởi vì thần thức tổn hao nhiều, trải qua thời gian dài sẽ lâm vào điên cuồng, bị tâm ma phản phệ mà chết. Hơn nữa cho dù là tế luyện thành công, cái gọi là thân ngoại hóa thân này cũng chỉ có thể tự tiến hành tu luyện, để có thể thao túng tự nhiên thì phải là cao cấp khôi lỗi mới được. Căn bản với chuyện một người hóa hai, hoàn toàn biến thành mấy người cũng kém không ít so với thần thông của tiên gia chẳng qua hàn lập có huyết ngưng ngũ hành đan trên tay hắn có cơ hội rất lớn có thể cho phân thân kết thành sát đan đây là một cái kỳ ngộ ngàn năm có một có thể có được một khôi lỗi hộ vệ tu vi kết đan kỳ cho dù khôi lỗi này chỉ gần tới kết đan sơ kỳ cũng làm cho hắn có khả năng tự bảo vệ mình trước mặt kết đan kỳ tu sĩ huống hồ điều kiện tiên quyết mấu chốt nhất tu luyện phân thân khó khăn nhất chính là yêu cầu có một cái phân thân có đủ linh căn nhưng lại không chút tổn hao thích hợp để khu thể, hắn cũng đã sớm có. Chính là khúc hồn, hồn phách này có thể luyện thi. Theo lý thuyết, triều thủ nguyên thần của tu tiên giả, đặc biệt phải là nguyên thần của người tu tiên cấp thấp, bởi vì pháp thuật triều thủ rất bá đạo, đại đa số đều làm cho kinh mạch trong thân thể tổn hại, trên cơ bản là không thể tái tu luyện pháp thuật. Thế nên có rất nhiều tu sĩ nhìn thấy khúc hồn thân là luyện thi lại còn có linh khí dao động như vậy, đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng sau khi triều thủ nguyên thần tu sĩ, tình huống trên thân thể tất nhiên là bình yên không việc gì vẫn có thể tồn tại nhưng khả năng này tất cả đều là trùng hợp, có lẽ là trong cả trăm mới có một cơ hội như vậy. Mà không hay chính là bí thuật tế luyện thân ngoại hóa thân này liền yêu cầu khu thể sau đó triều thủ nguyên thần, chẳng những thân thể phải an nhiên vô dạng còn yêu cầu phải là người tu tiên cấp thấp có tu vi tầng 6 trở xuống. Nếu không như vậy, việc khu thể lại càng thêm khó khăn. Hàn Lập tuy không biết vì sao lại có cái yêu cầu cổ quái này nhưng phỏng chừng cùng với phân thần khu thực lúc sau có quan hệ với việc dễ dàng nắm giữ cách khu thể này. Tuy nhiên không biết khúc hồn lúc trước như thế nào lại bị dư tử đồng cùng mặc đại phu xảo lộng làm ra, nhưng khúc hồn đích xác đầy đủ hết thảy các điều kiện, đúng là tuyệt sai khu thể tế luyện phân thân. Mà Việt Hoàng kia phỏng chừng không biết triều thủ bao nhiêu nguyên thần tu sĩ cấp thấp mới có thể tìm được một thân thể thích hợp. Nếu không, tu luyện phân thân không mất nhiều thời gian đến vậy. Hàn Lập ngồi dưới đất suy nghĩ cả nửa ngày, hay là quyết định đem đại diễn quyết luyện đến tầng thứ hai rồi mới tế luyện phân thi, chỉ có như vậy, tế luyện dẫu có thất bại cũng không có trở ngại gì lớn lắm. Hiện tại, hắn đã có đầy kinh nghiệm đối với việc tu luyện đại diễn quyết khiến cho thần thức lớn mạnh. Đương nhiên tu luyện đại diễn quyết, trước tiên phải khôi phục tu vi trúc cơ kỳ rồi tính, bởi vì bí thuật thân ngoại hóa thân chỉ tu sĩ trúc cơ kỳ mới có khả năng tu luyện. Mà khi tế luyện phân thân hoàn tất, mặc kệ hóa thân thuật thành công ra sao, Hàn Lập đều muốn tu luyện tam chuyển trọng nguyên công. Dù sao cũng chỉ có công pháp này cùng với Thanh Nguyên kiếm quyết mới là mấu chốt làm hắn có thể bước vào con đường lớn kết đan kỳ. Hàn Lập đem việc tu hành sau này của mình ra suy nghĩ an bài một lượt sau đó mới tiến vào mật thất trong động phủ bắt đầu phục dụng đan dược luyện khí. Hiện tại hắn chính là đang phục dụng Hoàng Long đan cùng Kim Tủy hoàn hai loại đan được cấp thấp. Trúc Cơ đan hiện tại đối với hắn mà nói được tính hơi mạnh, chờ hắn tu vi luyện đến 7 tầng rồi mới đem phục dụng hắn bây giờ phỏng chừng sẽ không có trúc cơ bình cảnh tồn tại nên rất nhanh có thể tiến vào trúc cơ kỳ. chương 374, tu luyện vô tuế nguyệt. Ngày qua ngày trôi đi, Hàn Lập mỗi ngày trừ thôi dục linh dược, điều chế mấy thứ cần thiết hoàng long đan cùng kim tủy đan, liền ngồi xếp bằng luyện khí hoàn toàn tiến vào trong khổ tu. Đương nhiên, hắn cũng sẽ dựa theo dục trùng tâm đắc của ngự linh tông tu sĩ, dành thời gian dạy dỗ bạch chi chủ với đám kỳ trùng, coi như là thú vui duy nhất trong việc tu luyện. Giống như phỏng đoán của Hàn Lập, gần tới một năm hắn cũng đã tiến vào cảnh giới luyện khí kỳ tầng 9, cũng trước kia so sánh chính là tốc độ nhanh chóng vô cùng. Nhưng Hàn Lập đối với loại tốc độ này có chút bất mãn, sau khi tới tầng 9, cũng đã phục dụng ba khỏa trúc cơ đan. Dựa vào dược lực cường đại, Hàn Lập lại tiến vào trúc cơ kỳ. Lúc này hắn rốt cuộc có thể sử dụng tiên thiên chân hỏa. Vì thế, Hàn Lập đã đình chỉ điều phối đan được cấp thấp, mà bắt đầu dựa theo đan phương luyện chế vài loại đan dược thích hợp sử dụng cho trúc cơ kỳ. Theo tính toán của hắn, trừ luyện khí tán bởi vì phục dụng quá nhiều nên đối với hắn đã không còn tác dụng gì, còn lại ba loại đan phương luyện chế đan được có thể đưa hắn tinh tiến tu vi tới chút cơ hậu kỳ mà không có vấn đề gì. Chẳng qua theo kế hoạch lúc đầu, Hàn Lập thực không có lập tức luyện khí gia tăng tu vi mà chính là tích tồn đan dược tu luyện đại diễn quyết, chuẩn bị tế luyện phân thân. Lúc trước, Hàn Lập tu luyện đại diễn quyết tầng thứ nhất vô cùng thuận lời chỉ trong nửa năm đã luyện thành. Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng có chút vui mừng, biết chính mình tư chất lĩnh ngộ ngũ hành pháp thuật rất kém cỏi nhưng khi tu luyện đại diễn quyết đã có chút ít thiên phú, bởi vậy với việc luyện thành tầng thứ hai cũng có tin tưởng lớn trong lòng. Đại diễn quyết tầng thứ hai, theo như nửa bộ công pháp kia, sau khi tu luyện thành thần thức sẽ cường thịnh trở lại gấp mấy lần, đồng thời khả năng phân thần cũng tăng lên gấp trăm lần. Lúc này công pháp cùng khôi lỗi thuật kết hợp lại một chỗ mới lộ ra uy lực chân chính đáng sợ của đại diễn quyết. Tuy nhiên tu luyện lên đến tầng thứ hai, khẳng định khó khăn hơn so với tầng thứ nhất rất nhiều, nhưng tiêu phí thời gian vượt xa so với dự liệu của Hàn Lập. Nguyên tưởng rằng chỉ cần 2, 3 năm liền luyện thành tầng thứ 2 đại diễn quyết, trên thư xê tế trải qua 6 năm, ngày đêm dốc lòng luyện tập mới miễn cưỡng luyện thành. So với dự tính lúc đầu thì đã gấp đôi thời gian, khiến cho Hàn Lập cực kỳ bất đắc dĩ. Mà trong lúc này, mạnh mẽ rèn luyện thần thức chính là cái loại tra tấn đau đầu não trướng, hồi tưởng lại cũng làm cho sắc mặt đại biến, sợ hãi không thôi. Mặt khác tại năm thứ ba tu luyện đại diễn quyết, Từng bởi vì tư cách buôn bán kinh doanh trên đảo mà vị đồ đệ của trung niên tu sĩ trên đăng tiên các đã ăn đau khổ lớn trên tay hắn, đành phụng theo mệnh lệnh của trung niên tu sĩ lại đến tiểu hoàn đảo của Hàn Lập khiêu chiến. Kết quả, trước tiên tại bên trong đại trận bị vây khốn mệt nhọc 3 ngày 3 đêm, đến lúc Hàn Lập xuất quan mới phát hiện được, liền đi ra. Phải biết rằng, Hàn Lập bởi vì tu luyện đại diễn quyết gian nan, sớm quên tiệt việc này từ lâu rồi. Đối mặt Hàn Lập dùng vô danh liếm khí thuật để che đi tu vi chân thật, hán tử này bị trận pháp làm mệt nhọc mấy ngày mà có điểm khó thở mệt nhọc, tự nhiên bị Hàn Lập nhanh chóng đánh bại, chỉ nghĩ rằng chính là do pháp khí lợi hại của Hàn Lập, đành phải buồn bực quay về. Trải qua việc này, qua 3 năm sau, Hàn Lập tu thành tầng thứ hai đại diễn quyết, liền chuẩn bị tuy luyện bí thuật thân ngoại hóa thân. Hắn phải tính dưỡng vài ngày, làm cho nguyên thần của mình ở trong trạng thái cường đại nhất, sau đó đem khúc hồn đang luyện công trong mật thất, khoanh chân cùng ngồi xuống đối diện nhau. Hàn Lập vung tay lên, đóng chặt thạch môn mật thất lại, ngưng thần nhìn khúc hồn đối diện, hồi lâu cũng không nói lời nào. nhìn thấy khuôn mặt khúc hồn xấu xí mà quen thuộc kia, Hàn lập trong lòng không khỏi cảm xúc hỗn loạn, nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ đã sớm quên, thất huyền môn, thải hà sơn kia, còn có một bóng hình quen thuộc. nhưng cùng khúc hồn mục nhiên vô thần hai mắt nhìn nhau trong chốc lát, Hàn lập thở dài một tiếng, rốt cuộc không hề trần chờ, song thủ vung lên khởi động pháp quyết, quanh thân phóng suốt thanh quang nhàn nhạt, nhạt, biến mật thất thành một mảng xanh biếc không lâu sau, gương mặt hàn lập tại trong lục quang khẽ vặn vẹo, từng giọt từng giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống, hai mắt phóng xuất bạch mang trói mắt kinh người, làm cho người ta không dám nhìn lên một chút. Hay, hàn lập bỗng nhiên gầm to một tiếng, hai tay kết xuất một cái pháp ấn cổ quái, thân mình vẫn không nhúc nhích, nhưng từ trong lỗ mũi lại thở ra một lục sắc quang đoàn lớn nhỏ bằng ngón cái, bay nhanh đến chỗ khúc hồn cũng theo lỗ mũi đi vào trong cơ thể. Mà lúc này sắc mặt hàn lập đã tái nhợt vô cùng, mồ hôi đổ xuống, nhưng bạch sắc trong mắt lại càng thêm trói sáng, cuối cùng từ trong mắt trực tiếp phún suốt hai luồng bạch quang tinh tế, bắn thẳng vào trong đôi mắt của khúc hồn, hai người không hẹn mà thân thể cùng run lên. Thạch môn luyện công mật thất này đóng cửa chính là đã hơn một tháng, thẳng đến trung tuần tháng thứ hai, thạch môn mật thất rốt cuộc cũng chậm rãi mở ra, hàn lập từ bên trong đi ra vẻ mặt tiều tụy nhưng thần sắc có vẻ cực kỳ hưng phấn. Lần này tế luyện phân thân, rốt cuộc thành công trong đau khổ. Tuy còn không biết hiệu quả như thế nào nhưng tối thiểu không xuất hiện hiện tượng pháp phản, điều này làm cho Hàn Lập thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa ra khỏi mật thất, hắn lại lập tức tiến vào một gian thạch thất bắt đầu bế quan. Lần tế luyện này làm cho nguyên khí của hắn cũng tổn thương không nhẹ, nếu không lập tức phục dược luyện khí, chỉ sợ sẽ có nguy cơ rơi xuống tu vi luyện khí kỳ. Cho nên trong khi tế luyện hóa thân khúc hồn, bởi vì phân thần còn chưa hoàn toàn nắm giữ khu thể, đành phải ở lại trong mật thất tiếp tục thích ứng. Ngắn ngủn vài tháng sau, Hàn Lập liền khôi phục nguyên khí tổn thương, nhưng lại vẫn không xuất quan mà lại trực tiếp nghiên cứu phương pháp tu luyện tam chuyển trọng nguyên công. Phương pháp tu luyện tam chuyển trọng nguyên công đã nói rất rõ ràng, người tu luyện đạt tới tu vi trúc cơ hậu kỳ liền tản mát đại bộ phân tu vi thanh nguyên kiếm quyết theo trúc cơ lúc đầu trở lại tu luyện, đồng thời đem chân nguyên tiến hành áp xúc ngưng tụ, tận lực làm dịch hóa chân nguyên trúc cơ kỳ càng nhiều càng tốt, như vậy sẽ giảm bớt được bình cảnh trở lực khi kết đan. Theo như vị cao nhân sáng lập công pháp này phỏng đoán, qua 3 lượt tán công rồi tu luyện lại, sẽ có một nửa khả năng có thể kết thành kim đan. Hàn Lập tán công xong, tuy không có đạt tới tu vi trúc cơ hậu kỳ, mà là ở trúc cơ trung kỳ thì cũng cảm thấy ngoài ý muốn với việc tán công này. Nhưng hắn cũng không thèm để ý việc này, trên người Hàn Lập xem ra trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ trung kỳ tán công cũng khác nhau, chính là vấn đề ở chỗ áp xúc ngưng tụ chân nguyên ít hay nhiều. Chỉ cần áp xúc cố hóa chân nguyên thẳng một đường không có biến hóa gì, hơn nữa về sau hai lần tới trúc cơ hậu kỳ lại tán công thì sẽ không còn bất cứ trở ngại nào nữa. Hàn Lập sốc lòng nghiên cứu tam chuyển trọng nguyên công, mấy tháng sau tự mình hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt công pháp, liền điều chế đại lượng đan dược rồi tiến vào mật thất. Hắn lần này hạ định quyết tâm, không đem công pháp này luyện thành, luyện đến tầng thứ 6 thanh nguyên kiếm quyết, tuyệt không xuất động phủ. Cho nên dùng hợp thân thể khúc hồn, Hàn Lập không ngừng phục dụng đan dược luyện khí, làm chuẩn bị cho trúc cơ tiền kỳ. Bởi vì linh căn khúc hồn là tam linh căn thuộc tính, còn tốt hơn nhiều so với tư chất Hàn Lập, cho nên dùng đan dược hiệp trợ, tốc độ tu luyện của hắn cơ hồ không kém gì Hàn Lập, tu vi điên cuồng tăng lên. Như Hàn Lập phỏng trừng, chỉ gần 2 năm liền có thể trúc cơ. Hơn nữa Hàn Lập đã sớm tán phát hồi bạch chi khí từ trong ngọc giản, thiêu xuất ma công Việt Hoàng tu luyện huyết luyện thần quang, đem cho khúc hồn tu luyện sau khi trúc cơ. Dù sao ma công này trên người Việt Hoàng rất cường đại, chính mắt hắn thấy được. Cho nên sau khi kết đan, công pháp này không có pháp quyết để tiếp tục tu luyện, không thể tiến thêm được một tầng, Hàn Lập cũng không vì vậy mà để ý. Bởi vì cho dù sát đan kết thành, phân thi khúc hồn này cũng chỉ có thể duy trì tại tu vi kết đan sơ kỳ, có hay không công pháp sau đó cũng không khác nhau. Hàn Lập lần tu luyện này, thời gian thật sự là dài. Tục ngữ nói không sai, tu luyện vô tuế nguyệt, đảo mắt đã hơn 20 năm qua đi. Hàn Lập ở trong mật thất lâu như vậy thực không có rời khỏi động phủ, cũng không có hiện thân trước mặt cư dân trên đảo. Mà tiểu hoàn đảo từ khi vị tiên sư Hàn Lập đến đây, về sau đối với mấy chăn dân cư trên trấn mà nói cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Cho nên ngư dân trên đảo vẫn đánh cá ngày ngày. Đương nhiên, rõ ràng có thể thấy được hai ngọn núi bị bạch vụ nồng đậm che giấu đi, trở nên mơ hồ không rõ, làm phàm nhân cư dân trên tiểu hoàn đảo lúc đầu có chút không thích ứng. Nhưng năm tháng qua đi, người trên chấn cũng thành thói quen với cảnh tượng này, trở nên bình thường. Chẳng qua người trên trấn đã được đại nhân dặn dò, ngàn vạn lần không tới phụ cận ngọn núi sát bạch vụ kia. Bởi vì chỉ cần vừa đi vào, sẽ hoàn toàn bị lạc phương hướng, không thể đi tới đích, chỉ có bị mệt nhọc mấy ngày nếm đủ đau khổ, phải kêu to hàn tiên sư mấy tiếng, sau đó mới có thể xuất hiện đạo lộ thoát khốn đi ra ngoài. Liên tiếp vài lần xuất hiện loại sự việc này, cư dân trên chấn tự nhiên biết được vị hàn tiên sư này không thích có người quấy dày. Nhưng chỉ cần không lại gần ngọn núi mà chỉ chặt cây hái củi gần tiểu hoàn sơn thì sẽ không hề bị gì. Hơn nữa linh thạch khuyết thiếu hàng năm của phòng hộ trận pháp trên thôn chấn, chỉ cần trưởng trấn đứng ở bên ngoài bạch vụ hướng về phía ngọn núi kêu lớn vài tiếng, linh thạch cần thiết cho một năm sẽ ở trong một cái khai tự động từ trong bạch vụ bay ra, chỉ cần người tới đem linh thạch trở về, mọi chuyện sẽ xong xuôi. Đương nhiên 20 năm qua đi, nguyên trưởng trấn đã sớm thay thế. Hiện tại trưởng trấn mới của tiểu hoàn đảo mà Hàn Lập nhìn thấy chính là ngư dân mặt đen hắc quý, chẳng qua hắn muốn linh thạch cũng có được theo cách cũ. Cứ như vậy, cư dân trên tiểu hoàn đảo đối với vị hàn tiên sư không có ủng hộ gì cực kỳ nhưng cũng có được ấn tượng tốt trong dân. Nhưng một ngày này, hàn lập đi ra khỏi động phủ. chương 375, Song Kiều, cảng khẩu trên đảo vẫn náo nhiệt giống như trước kia, phần đông là các con thuyền lớn nhỏ suốt hải tiến cảng, xuyên qua không ngừng. Bầu trời cũng thi thoảng có sắc quang hoa chớp động, từng nhóm người tu tiên bay qua, tất cả mọi người đều không có nói gì, tập trung như thường. Như hôm nay từ ngoài đảo bay tới một đạo bạch quang, nhanh như tia chớp, tạm dừng lại một chút tại bầu trời phía trên cảng khẩu, liền nhắm thẳng vào sâu trong đảo bay đi. Nếu có người tiến tới phụ cận bạch quang kia có thể nhìn thấy rõ ràng, tại bên trong bạch quang thấp thoáng có hai bóng người chấp động, chính là Hàn Lập đã hoàn thành tam chuyển trọng nguyên công nhất chuyển, pháp lực tinh tiến tới trúc cơ đỉnh phong, cũng sử dụng đại lượng đan dược nên phân thân khúc hồn tu vi so với Hàn Lập cũng không sai biệt lắm. Lại nói tiếp, hơn 20 năm tu luyện áp súc chân nguyên, làm cho Hàn Lập không chỉ có công pháp tinh thuần hồn hậu hơn rất nhiều so với đồng giai tu sĩ, khúc hồn trong lúc này lại vượt qua tu vi của chính mình làm hàn lập cực kỳ hoan hỉ. nếu không phải khúc hồn ngưng kết sát đan còn cần vài loại vật phẩm phụ trợ đặc thù, đồng thời hàn lập cũng muốn làm chút gì đó chuẩn bị cho việc kết đan nếu không hắn cũng sẽ không đi ra khỏi động phủ trên tiểu hoàn sơn. nhưng lần này ra ngoài hắn cũng đã định chủ ý ngoại trừ mua vài thứ cho cố gia thủ hạ mà năm đó đã đáp ứng cố đông chủ cùng với linh thạch sẽ liền trực tiếp trở về núi không cho bất cứ ai phát hiện được địa phương này. dù sao hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt để hắn tu luyện, thật sự không dám phân tâm. Nghĩ như vậy, thần phong chu liền chờ hàn lập cùng khúc hồn nhắm thẳng trung tâm đảo bay tới khôi tinh thành. Linh thạch trên người hắn vẫn còn rất nhiều, cũng không vội đi tới cố ra, hay là trước tiên tìm xem có thứ gì tốt chăng. Mấy canh giờ sau, hàn lập liền thấy được cửa đại thành thị thấp thoáng sau tường thành cao lớn vậy quanh. Tuy Hàn Lập chưa từng đi qua khôi tinh thành nhưng khí thế bàng bạc trên bản đồ tiêu chú thì tuyệt đối là thành này không sai. Nghĩ như vậy, lúc này thần phong chu dưới chân hàn lập bỗng nhiên khẽ trầm dường như trở nên nặng ngàn cân hàn lập nao nao nhưng lập tức hiểu được chính mình đã bị cấm chế câu thúc thực không hổ là khôi tinh đảo đệ nhất đại thành tại khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể thiết hạ cấm không cấm chế trên phạm vi lớn kỳ thật với tu vi trúc cơ đỉnh phong của hàn lập bây giờ hoàn toàn có thể thoát khỏi cấm chế này tiếp tục phi hành về phía trước chỉ tiêu hao pháp lực nhiều hơn một chút mà thôi nhưng hàn lập thực không muốn mọi người chú ý liền đem thần phong chu từ từ hạ xuống. Hàn lập cùng khúc hồn từ trên thần phong chu không hề vội vã đi xuống, đã tới trên mặt đất. Sau đó đem thần phong chu thu nhỏ lại nhét vào túi chữ vật, hàn lập nhìn cự thành xa xa, thản nhiên cười mang theo khúc hồn chậm rãi đi tới. Khôi tinh thành đông đúc hơn ít nhất 3-4 lần so với tòa đông thạch thành đã từng ghé qua. Hàn lập đi trên một ngã tư đường nào đó của khôi tinh thành, nhìn thấy số lượng thú xa đi lại trên đường trong lòng có chút cảm khái. Tùy ý hỏi thăm một chút phương vị của thiên đô nhai từ một vị phàm nhân, Hàn Lập cùng khúc hồn không trần chờ đi đến hướng thành thị Bắc Bộ. Đây là nơi gọi là thiên đô nhai. Hàn Lập có chút giật mình nhìn hết thảy trước mắt, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy một cự đại hộ cháo bạch quang minh mông, bao trùm cả bắc khu khôi tinh thành. Đây chính là một ngã tư đường, cũng đã thấy không ít điều bất thường, cái này cũng không khác với một cái ngã tư đường trong tưởng tượng bình thường của Hàn Lập. Nhưng làm cho Hàn Lập giật mình chính là tại giữa thành có một tòa lầu các lớn lơ lửng cách mặt đất chừng 30 trượng. Lầu các này một màu thúy lục ướt át, tản ra huỳnh quang nhàn nhạt, trông giống như một khối siêu đại phỉ thúy, thật sự cực kỳ nổi bật. Nhìn lên chỉ thấy ánh sáng bao phủ sáng chói, Hàn Lập cũng không thể nhìn lâu. Tuy nhiên không biết lầu các này như thế nào có thể nổi trên không trung mà không rơi, cảm thấy cực kỳ hi hữu. Đúng lúc này, Hàn Lập thần sắc vừa động, thu nén linh khí trên người lại, sau đó duy trì linh lực lộ ra ngoài tiêu chuẩn luyện khí kỳ 89 tầng. Phía sau Hàn Lập vang lên những tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng một nữ tử mượt mà dễ nghe truyền đến. Vị tiền bối này cùng đạo hữu hình như lần đầu tiên tới Thiên Đô nhai sao? Phàm là tu sĩ lần đầu tiên thấy Vân Mộng Các này cũng đều chấn kinh. Thanh âm nữ tử này giống như hoàng oanh nghe cực kỳ dễ chịu làm Hàn Lập không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn. Chỉ thấy phía sau vài chục bước, năm gã tu sĩ ba nam hai nữ đứng ở đó. Nam tử tạm không nói đến, hai nữ tử lại kiều mị diễm lệ, cách ăn mặc cực kỳ hở hang. Chỉ thấy các nàng ăn mặc đơn giản, chẳng những lộ ra cánh tay và bắp chân trắng nõn mà đôi bàn chân cũng không hề đi hài, để nguyên đôi chân trần. Càng khiến người ta chú ý là trên trán hai nàng đeo hai ba cái kim hoàn lấp lánh, khiến các nàng càng thêm nóng bỏng phong tình. Ba gã nam tử, tướng mạo vô cùng bình thường, thậm chí trong đó một gã còn mụn nhọt đầy mặt, có chút xấu xí. Năm người này đều là luyện khí kỳ tu sĩ đến tầng 10 dáng vẻ như cũng định tiến vào trong quang cháo. Mấy vị đạo hữu là, Hàn Lập mắt nhìn hai nàng có chút kinh hãi thế tục, hơi buồn bực hỏi. Tiểu nữ tên Nhiên Lệ, đây là bạn tốt của tại Hạ Nguyên Giao, chúng ta đều là tán tu tại phụ cận đảo, nghe nói hôm nay thiên đô nhai có đem tới một số tài liệu chân quý, liền cùng ba vị này nửa đường kết đạo hữu, đồng loạt tới đây nhìn xem. Nói chuyện chính là nữ tử mặt tròn xinh xắn, tò mò đánh giá Hàn Lập cùng khúc hồn, thản nhiên cười nói, nghe thanh âm hình như đúng là nữ tử hỏi chuyện lúc đầu. Mà bên người nàng có một nữ tử trẻ trung, xinh xắn khác, trông lại càng thêm diễm mỹ kinh người, chẳng những da thịt trắng tuyết, tưởng như cực kỳ mỏng manh, hơn nữa còn ăn mặc bó sát người, làm nổi lên dáng người mê hoặc, khiến cho nam nhân gặp phải không khỏi rớt nước miếng, thật sự là có khả năng hỏa quốc dân ương. Chẳng qua, nữ tử này không hề nhìn phía Hàn Lập, một đôi mắt sáng người chính là đang dương mắt nhìn khúc hồn, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Gặp tình cảnh này, Hàn Lập cũng phải nhíu mày. Tuy Hàn Lập chính mình dùng luyện khí pháp che khuất tu vi chân chính, nhưng khúc hồn tu vi là chút cơ hậu kỳ lại không có khả năng che giấu. Theo Hàn Lập nghĩ, có khúc hồn tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đi theo, chẳng những có thể tránh được rất nhiều phiến toái, càng làm cho các tu sĩ khác không dám phát sinh cái gì nghĩ ý. Nhưng hôm nay xem ra, tồn tại khúc hồn cao nhân này tồn tại cố nhiên rất có chấn nhiếp lực, nhưng tựa hồ hay là có chút rất nổi bật. Nghĩ như vậy, Hàn Lập thần sắc như thường nói, làm vài vị đạo hữu chê cười. Tại Hạ Hàn Lập, đây là sư thúc của Tại Hạ Khúc Hồn, ta cùng sư thúc hai người lần đầu tiên tới Thiên Đô Nhai. Ta đã nói, khúc tiền bối cùng Hàn Đạo Hữu nếu không phải mới thấy Vân Mộng Các, sao có thể không dừng lại nhìn như thế. Không bằng đồng loạt cùng chúng ta đi vào, ta cùng sư tỷ có thể giới thiệu cho hai vị tất cả cửa hàng lớn nhỏ trong thành. Phải biết rằng chúng ta tuy không phải người Khôi Tinh Đảo nhưng cũng đã tới Thiên Đô Nhai nhiều lần rồi. Đối với trong này hết thảy đã như nắm trong lòng bàn tay Hàn Lập nghe xong lời này lại thấy nhiên lệ cười cười nói. Phải gió, khúc tiền bối nếu không chê, ta tỉ muội hai người có thể dẫn đường đưa tiền bối tới thiên đô nhai, giúp tiền bối tiêu phí chút thời gian liền có thể mau được thứ vừa ý. Nữ tử nguyên giao diễm Mỹ vô cùng cũng nhấp nháy quang mang trong mắt nói, hình dáng khẽ cười kiều mị thật sự làm cho không nam nhân nào có thể cự tuyệt. Ngơ vậy, sắc mặt ba gã nam tu sĩ cùng đến với hai nữ tử kia không khỏi hiện lên vẻ khó coi nhưng nhìn vị tiền bối trúc cơ kỳ khúc hồn này, mấy người cũng chỉ có thể im lặng mà buồn bực thôi. Hàn Lập nghe trong lòng khẽ dùng mình, sự tình có mỹ nữ chủ động tương bồi, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Chẳng qua nhìn ánh mắt hai nữ tử này, tụa hồ chân chính cảm thấy hứng thú đối với vị tiền bối khúc hồn pháp lực cao thâm này, chính mình chỉ là mang thêm vào mà thôi. Tuy không biết tâm tư hai nữ tử này thế nào nhưng Hàn Lập cũng không có ý trêu chọc đối với Mỹ Kiều Nương này. Vì thế Hàn Lập cũng không có kích động, khúc hồn một bên Thủy chung không nói gì cũng mở miệng khàn khàn nói. Không cần, ta cũng không thích gặp gỡ nhiều người, hàn sư điệt chúng ta đi thôi. Nói xong, khúc hồn đưa tay tỏ ý xin lỗi mang theo hàn lập, tiến nhanh vào màn hào quang, không chút để ý tới hai nữ tử. Biểu hiện khúc hồn cứng rắn như vậy, làm hai nàng thần sắc hơi đổi, tràn đầy vẻ thất vọng. Nhưng ba nam tu sĩ kia tinh thần đại chấn, âm thầm lộ ra sắc mặt vui mừng. Ai, hai vị cô nương này, Vị Khúc Tiền Bối vừa rồi chính là người tính tình cổ quái, chúng ta mấy người hay là tự mình đi thôi." Thần Tình Nam tu sĩ mặt mụn có chút lấy lòng tiến lên nói với hai nữ tử. Lời vừa thốt lên, liền bước tiến vào bên trong màn hào quang. Lúc này, thân ảnh Hàn Lập cùng Khúc Hồn đã sớm biến mất giữa ngã tư đường không thấy bóng dáng đâu nữa. Hai nữ tử này mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy ý chọn một cửa hàng bước vào. Chương 376: Tuyết Linh Thủy và Thiên Hỏa Dịch Hai nữ cùng với ba ngã nam tử theo sát các nàng không rời một bước vừa tiến vào vùng phụ cận của cửa hàng, Hàn Lập cũng đã đi ra khỏi căn phòng kia. Nhìn hai nàng tiến vào cửa hàng, trong mắt Hàn Lập hiện ra một chút đăm chiêu. Quan sát trong chốc lát, Hàn Lập cùng Khúc Hồn liền đi đến một ngã tư đường khác. Các cửa hàng của các phàm nhân ở hai bên ngã tư đường này cũng giống như nhau, cũng có một loạt các phòng ở không có sai biệt lớn lắm đều đặt ở hai bên đường. Bên ngoài của cửa hàng phân biệt thành mô gia tạp hóa phô, trần ký pháp khí phô, ngũ hành luyện khí phô, hoặc dương nguyên liệu phô. Năm tên trong bát môn, Hàn Lập cũng không hề tiến vào các cửa hàng này mà đi dọc theo ngã tư đường này, đi thẳng đến trung tâm thiên đô nhai. Bởi vì theo kinh nghiệm trước kia của hắn thì những cửa hàng có thực lực tốt nhất đương nhiên sẽ chọn những địa phương thuận lợi để hoạt động. Phân mộng các ở phía dưới kia, mà Hàn Lập cũng đang tiến đến gần, cũng đã nhìn thấy tòa lâu các này có chút kỳ dị. Nghĩ như vậy, hàn lập không khỏi gia tăng cước bộ đi đến mà vào lúc này ở trên ngã tư đường cũng có một số người tu tiên bình thường thỉnh thoảng lại đi vào đi ra quanh các cửa hàng trên phố cũng không hề ít bóng dáng của các người tu tiên sau khi đi đến mấy trăm trượng hàn lập biết rằng mình đã tìm thấy đúng địa phương bởi vì trước mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời xuất hiện một vài quảng trường nhỏ quảng trường này đều được phủ kín bằng những tấm ngọc bích bạch khiết đều nhau mà ở giữa khoảng sân lại không hề có một vật nào lơ lững giữa không trung chính là Vân Mộng Các, xa xa có thể nhìn thấy đại môn được đóng chặt, không có một chút ý tứ nào là muốn tiếp khách. Mà ở bốn phía xung quanh quảng trường này là là sáu ngôi lâu các nhỏ. Mấy tòa lâu các này đều cách nhau một khoảng cách nhất định, mơ hồ trong đó là thế rằng co lẫn nhau. Ngoài sáu tòa lâu các này ra thì cũng không có bất kỳ cửa hàng nào bên trong quảng trường. Nhìn thấy như vậy, Hàn Lập cẩn trọng quan sát tòa lâu các trên không trong chốc lát, liền hướng ánh mắt đến sáu tòa lâu các kia. Sơn Hải Các Bạch Thủy Lâu, Ngọc Hoàn Cư. Hàn Lập thì thảo nhớ kỹ những tên của lâu các này, đồng thời cũng không ngừng đánh giá tình huống các tu sĩ ra vào lâu các đó, muốn chọn một tòa lâu các có nhiều người đi vào nhất. Nhưng một lúc sau, Hàn Lập nhíu nhíu mày, không khỏi thầm nhủ vài câu. Hóa ra, trong sáu tòa lâu các này thì số người ra vào cơ hồ cũng không có sai biệt lắm. Bởi vì bất kỳ ai cũng đi qua một vòng của sáu lâu các này rồi mới hưng phấn rời đi. Dưới sự buồn bực, Hàn Lập liền ngưng thần quan sát một chút sáu tòa lâu các này lúc bấy giờ hắn mới phát hiện được sự khác biệt của sáu tòa lâu các này bên ngoài của sáu tòa lâu các đều được treo các lá cờ với các tiêu thức khác nhau nhưng vẫn đầy đủ thâm ý trên lá cờ của sơn hải các là một đầu quái thú màu lam bạch thủy lâu lại mà một thanh tiểu kiếm màu vàng ngọc hoàn cư là một gốc linh chi thảo màu xanh thấy như vậy hàn lập mới cảm thấy là mình đã hiểu sai một việc vì để kiểm chứng suy nghĩ của mình chính xác hàn lập liền hướng đến bạch thủy lâu tòa lâu các gần mình nhất để đi đến khúc hồn tự nhiên cũng đi theo phía sau, không hề phát ra tiếng động nào. Đi vào bên trong đại sảnh của Bạch Thủy Lâu, liền cảm thấy rằng bên trong cũng không hề nhỏ, rộng khoảng 20, 30 trường. Bốn phía đều có một loạt các giá đỡ được điêu khắc từ Bạch Ngọc, ở phía trên bầy rất nhiều các pháp khí phát lên ánh sáng lập lòe, cũng khoảng gần trăm kiện. Chẳng qua, khi Hàn Lập nhìn sơ cũng đã biết rằng tốt nhất trong những thứ này cũng chỉ là một thượng giai pháp khí mà thôi, căn bản không hề lọt vào trong mắt hắn. Mà tại trước mặt những giá đỡ này, có bốn năm tên tiểu nhị mặc áo xanh đang tiếp đón bảy tám gã tu sĩ đang tiến đến chọn một ít pháp khí trong đó chẳng qua khi hàn lập cùng khúc hồn tiến đến một tiểu nhị mặc áo xanh liếc mắt nhìn ra khúc hồn là một tu sĩ trúc cơ kỳ tuy nhiên lại không thể cảm ứng được pháp lực chính xác của khúc hồn liền mang ánh mắt sáng ngời vội vàng tiến đến sau khi thi lễ với khúc hồn liền cực kỳ thông minh hỏi vị tiền bối này muốn pháp khí gì đây những pháp khí bình thường đương nhiên cũng không thể lọt vào mắt của tiền bối không bằng tiền bối theo tại hạ tới phòng trong để trưởng quầy giới thiệu một chút những pháp khí đỉnh giai mới để tiền bối quan sát xem sao nghe nói như thế hàn lập thản nhiên cười nhưng cũng không hề lên tiếng khúc hồn liền lạnh lùng mở miệng nói đi trước dẫn đường để ta xem một chút nghe được khẩu khí của khúc hồn như vậy tên tiểu nhị kia càng cao hứng hắn liền tươi cười tránh sang một bên mời hàn lập đi vào đồng thời cũng xin cáo lui đi mời trưởng quầy đến ngay khi hắn vừa rời đi liền có một nữ tỳ mang đến bên cạnh hai người Hàn Lập hai chén thanh trà, cũng không hề phát ra tiếng động liền thối lui ra ngoài. Hàn Lập cũng không hề có khách khí, nâng chung trà lên thưởng thức, trong chốc lát sau, một vị trung niên nhân có tướng mạo cổ kỳ, có ba hàng real mép dài đi đến. Khi người này vừa tiến đến mang theo một thần sắc cười híp mắt nhưng sau khi xem rõ ràng tu vi của Khúc Hồn thì không khỏi cả kinh, lập tức ôm tay Khúc Hồn nói, không thể nghĩ đến, đạo hữu đã đến giả đan cảnh giới thật sự là thất kính thất kính tại hạ là tào lộc trưởng quầy nơi đây cầu chúc đạo hữu nhanh đến ngày đạt được kim đan hắn nói lời này liền mang theo một thần sắc trịnh trọng làm hàn lập không khỏi dùng mình tâm niệm chuyển động cực kỳ nhanh liền hiểu được trong lời đối phương nói cảnh giới giả đan chính là nói đến tu vi đỉnh cao trúc cơ kỳ của khúc hồn liền lệnh cho khúc hồn đứng dậy thuận miệng nói đạo hữu thật nói đùa đạt được kim đan đâu phải là chuyện dễ dàng như vậy chứ nhưng lần này tại hạ tiến đến cũng muốn chuẩn bị đôi chút cho việc tiến lên kết đan. Nhưng đến khi nào có thể thì đến ngày tháng nào cũng không hề biết rõ, chẳng biết có thể tìm kiếm được tuyết linh thủy cùng thiên hỏa dịch để chuẩn bị không nữa, rất mong đạo hữu có thể chỉ điểm một lần. Lời nói của khúc hồn quả thật khách khí cực kỳ, bởi vì tướng mạo của trung niên nhân trước mắt này cũng chính là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Ha ha, sự tình này thì phải cần có lục liên điện chúng tôi đồng thời tiến hành mới được, tại hạ liền thay đạo hữu liên hệ đến Âu Dương đạo hữu của Ngọc Hoàn Cư, nếu như có những vật này liền mang đến ngay cho đạo hiếu. Vị chủ quầy này cũng không hề suy tư mở miệng đáp ứng việc này. Cũng nhanh chóng lấy ra một cái truyền âm phù, nhỏ giọng nói mấy câu liền đem nó biến thành một đạo bạch quang bay ra khỏi phòng. Sau đó, vị tào trưởng quầy này nhiệt tình nói chuyện cùng với khúc hồn, quả thực rất muốn tìm hiểu sư môn của khúc hồn là ai. Nhưng sau khi Hàn Lập nhận thức vị trung niên nhân lạ lẫm này trong chốc lát liền thao túng khúc hồn mơ mơ hồ hồ nói chính mình là tu sĩ của khôi tinh đảo vừa ra ngoài lịch lãm, bởi vì trong lúc vô ý gặp phải sư điệt hàn lập này khiến hắn cũng có ý tứ muốn tạm thời ở lại khôi tinh đảo trong một thời gian nghe xong những lời này vị tào trưởng quầy lại phát ra những nụ cười ngày càng sáng lạn mức độ nhiệt tình làm cho hàn lập có cảm giác hơi khó chịu đang lúc hàn lập đang hoài nghi trong lòng cân nhắc xem thử đối phương rốt cuộc có dụng ý gì thì bên ngoài có một vị đại hán mặc trường bào màu xanh nhạt đi vào sắc mặt của người này hơi hồng dáng người khôi ngô xem ra uy mãnh cực kỳ tào đạo hữu như thế nào lại muốn tuyết linh thủy cùng với thiên hỏa dịch đây chẳng lẽ có người muốn kết đan sao đại hán sau khi tiến vào liền trực tiếp nói lớn ngay sau đó liền đảo đôi mắt xung quanh một vòng liền dừng lại trên người của khúc hồn nhìn những hành động của người này khiến cho hàn lập nhíu nhíu mày hắn biết rằng người này không hề giống như biểu hiện hào phóng như bên ngoài ngược lại tâm cơ rất thâm trầm trong lòng dùng mình đối với những người này hắn cần phải cẩn thận hơn rất nhiều đương nhiên Hàn Lập cùng khúc hồn biểu hiện thần sắc rất bình thường, thậm chí còn mang một ít hình dáng tươi cười. Ha ha, Âu Dương Đạo Hiếu, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là người mới đến từ khôi tinh đảo, khúc Đạo Hiếu. Vị này chính là sư điệt của khúc Đạo Hiếu, đã định cư tại khôi tinh đảo, Hàn Đạo Hiếu. Chính là khúc Đạo Hiếu đã tiến đến giả đan cảnh giới, cũng là người muốn tiến lên kết đan tào lộc chỉ chỉ khúc hồn cùng Hàn Lập cười cười nói. Ha ha, tại hạ xin chúc mừng khúc Đạo Hiếu, nếu đạo hữu quả thật kết đan thành công thì từ nay về sau loạn tinh hải chúng ta cũng có thêm một trụ cột rồi. Đại hán mở miệng rộng nói, cũng cực kỳ nhiệt tình. Nhưng ngay lập tức, hắn nhớ đến điều gì lập tức vỗ mạnh cái ót của chính mình, phảng phất có chút ngượng ngùng nói. Người xem đầu óc của ta, nhìn khúc đạo hữu nhất định rất nóng vội về sự tình của tuyết linh thủy và thiên hỏa giả. Nhưng mà cũng yên tâm, hai thứ này ta đều đã mang đến, phân lượng cũng đủ cho hai người tiến hành kết đan đại hán nói xong như thế liền lấy bên người ra hai cái hộp ngọc hào quang màu vàng đặt lên trên bàn trước người hàn lập hai cái này chính là hai cái hộp đựng linh vật chỉ dùng cực ngọc mang thổ thuộc tính ở dưới biển sâu điêu khắc mà thành cũng có thể xem như là một món dị bảo chẳng qua nếu so với giá trị của hai linh vật bên trong thì không thể so sánh nổi lời nói của đại hán phảng phất như không thèm để ý nhưng hàn lập lại ẩn ẩn nghe ra trong đó một chút tự đắc thật sự làm phiền đạo hiếu khúc hồn bất động thần sắc nói sau đó mở hai cái hộp ngọc ra chỉ thấy bên trong một cái hộp là một dạng chất lỏng trong suốt, sau khi mở liền có một luồng hàn khí phóng đến hướng Khúc Hồn. Hộp còn lại hoàn toàn tương phản, một chất lỏng màu hỏa hồng có vẻ cực kỳ nóng. Khúc Hồn sau khi quan sát cả nửa ngày rồi mới hài lòng đóng hai cái hộp lại, bình tĩnh nói với Đại Hán, hai cái này không biết Đạo hữu muốn thu lấy bao nhiêu linh thạch mới nguyện ý để lại cho tại hạ đây. Tuyết Linh thủy cùng với Thiên Hỏa dịch không có hiếm hoi như là linh thảo ngàn năm nhưng cũng là những linh vật rất khó cầu ở thế gian lại là vật rất cần để phụ trợ gia tăng hiệu suất kết đan, Hàn Lập tự nhiên nằm trong tình thế bắt buộc. chương 377, Đan Phương và Yêu Đan Lục liên điện chúng ta tuy không có tiến vào trong nhóm tứ đại thương minh nhưng cũng là thương gia của loạn tinh này. Tuy hai dạng linh vật này rất khác biệt nhưng chúng tôi cũng không để trong tầm mắt. Khúc đạo hữu hà tất phải tính toán, cứ lấy xem như là hạ lễ của lục liên điện chúng tôi chúc cho đạo hữu kết đan thành công là được đại hán vung tay lên, ra vẻ lẫm liệt nói. Nghe xong những lời này, hàn lập cũng không hề cao hứng mà hướng đến khúc hồn ra lệnh thu lấy ngược lại thầm nhíu nhíu mày mang một lễ vật chân quý như vậy tặng cho người khác hàn lập cũng không hề tin thế gian lại có chuyện tốt như vậy cho dù khúc hồn là giả đan cảnh giới như bọn họ nói hai người bọn họ cũng không cần phải xu nịnh như vây chẳng lẽ bọn họ còn có tâm tư gì sao nghĩ như vậy hàn lập lại càng thêm cẩn thận liền lệnh cho khúc hồn nghiêm mặt nói sao có thể như vậy Đạo lý vô công vô lộc thì như thế nào khúc mỗ lại không biết. Khác biệt cũng nhiều ít không hoàn toàn giống nhau. Khúc mỗ vẫn phải hoàn trả linh thạch cho đạo hữu Hoặc là hai vị còn có lời gì chưa nói. Nói xong những lời trên, mặt khúc hồn hiện lên cười mà như không cười. Nhìn thấy khúc hồn đối với yêu đãi được mang đến tận cửa mà vẫn giới tâm mười phần. Tào lộc cùng đại hán kia không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Sau khi nhìn nhau một chút, tào lộc liền ho khan một tiếng nói. Hai người chúng ta thật làm đạo hữu chê cười. Một khi Khúc Đạo Hữu đã nói như vậy, không bằng Tào Mỗ nói thật vậy. Thật ra hai người chúng tôi có chút việc mong Đạo Hữu ra tay tương trợ. Hai linh vật này chính là tâm ý trước của Lục Liên Điện. Nếu sự tình có thể thành thì bổn điếm sẽ có đại lễ đưa đến. Lần này Tào Lộc Thành thật nói khiến cho đại hán kia lộ ra một tia xấu hổ. Nhưng Hàn Lập nghe xong những lời này liền cười lạnh trong lòng, làm cho Khúc Hồn mỉm cười nói: Cũng không muốn dối gạt nhị vị. Khúc mỗ hiện tại toàn bộ tinh thần đều tập trung cho việc kết đan, cũng không hề có chút tâm tư ngoài nào. Thật sự là có lỗi, mong hai vị đi tìm người khác vậy. Khúc hồn tựa hồ cũng không có chút hứng thú nào để nghe sự tình này, mở miệng liền phá hỏng những lời nói mà đối phương đã chuẩn bị sẵn. Nghe được khúc hồn nói như thế, tào lộc cùng vị đại hán kia không những không bất ngờ mà ngược lại rất vui sướng cười nói. Ha ha, một khi khúc đạo hữu quả thật khúc mắt trong việc tiến lên kết đan, thì sự tình kia đạo hữu lại càng nên ra tay tương trợ bởi vì sau khi sự tình thành công, thì thù lao của lục liên điện chúng ta là một viên hàng trần đan, loại đan dược này đối với với việc kết đan rất có trợ ích, có thể tăng thêm vài phần thành công. đại hán ha ha cười lớn nói, hàng trần đan, khúc hồn lẩm bẩm nói, phải đó, lần hành động này lục liên điện chúng ta cần sáu gã tu sĩ đạt đến giả đan cảnh giới, hiện tại cũng đã tìm được năm vị rồi nếu đạo hữu có thể hoàn thành thì mỗi vị tham gia lần hành động này bổn điếm đều tặng một viên hàng trần đan tào lộc liền thu lại nụ cười nghiêm túc nói hàng trần đan là một loại đan dược đại danh đỉnh đỉnh ở loạn tinh hải sao nhưng là một kẻ vừa mới đến khôi tinh đảo liền bế quan như hàn lập như thế nào biết được đan dược này có thần diệu hay không như lời đối phương nói bởi vậy khúc hồn trầm ngâm trong chốc lát liền mở miệng cẩn thận hỏi nhị vị đạo hữu có thể hay không trước tiên nói việc gì cần tại hạ giúp nói cụ thể một chút sau đó khúc mỗ sẽ suy nghĩ để quyết định. Điều này là đương nhiên, kỳ thật cũng không phải là sự tình phức tạp gì, chính là bổn điếm phát hiện ra một con yêu thú cấp 6, bổn điếm muốn lấy yêu đan của yêu thú này, cho nên muốn mời người bên ngoài trợ giúp việc này. Tào lộc cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói, yêu thú cấp 6, khúc hồn liền cười khổ, mà hàn lập ở bên cạnh lại thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên mắng to hai người này. Lúc trước chỉ một con yêu thú cấp 4 cự đường lang thiếu chút nữa đã lấy cái mạng nhỏ của hắn rồi, hôm nay lại là yêu thú cấp 6. Không phải là muốn bọn họ đi chết hay sao? Đạo hữu yên tâm, lần hành động này bổn điếm cũng đã chuẩn bị đối sách. Cũng không có nguy hiểm lớn lắm, bởi vì lúc đó ra tay chính là hai vị kết đan kỳ khách khanh trưởng lão của bổn điếm. Lại bày ra lục độn thủy ba đại trận chỉ cần sáu tu sĩ giả đan cảnh giới tiến đến chủ trì trận thôi tựa hồ đã nhìn ra khúc hồn có chút không vui, đại hán kia liền vội vàng mở miệng giải thích. Lục độn thủy ba trận, Hàn Lập cảm thấy trận này có chút quen tai, phảng phất như trước kia đã nghe có trận pháp này từ tư liệu của tân như âm tặng. Bởi vì sự tình trọng đại, nhị vị đạo hữu hãy cho khúc hồn suy nghĩ vài ngày liền có một câu trả lời vừa ý cho nhị vị. Khúc hồn dưới sự thao túng của Hàn Lập nói trước tiên vẫn có ý muốn kéo dài thời gian nghe khúc hồn hàm hồ ngôn ngữ như vậy tào lộc trước tiên liền dùng mình nhưng ngay lập tức lại nở nụ cười vui vẻ đáp ứng nhưng ngay khi hàn lập cùng khúc hồn muốn rời đi thì tào lộc cùng đại hán kia muốn hàn lập giữ lấy tuyết linh thủy và thiên hỏa dịch kia nói là cho dù khúc hồn đến lúc đó nếu vẫn không đáp ứng việc này thì cũng không có sao cả dù sao thì hai người bọn hắn cũng phải lấy lòng với vị khúc đạo hữu này đương nhiên hàn lập cũng hiểu được những ý tứ lung lạc trong lời nói của đối phương khúc hồn thản nhiên cười cũng không có từ chối thu lấy hai cái hộp kia sau đó lại khách khí vài câu liền mang theo Hàn Lập rời khỏi điện các. Vừa rời khỏi Bạch Thủy Lâu, Hàn Lập liền quay đầu lại nhìn tòa lâu các này, lắc nhẹ đầu, hướng đến ngã tư đường rời khỏi nơi đây. Một khi đã biết sáu tòa điện các này là một thì tự nhiên Hàn Lập cũng không có ý muốn đi đến những nơi khác có kè mặc cả vật phẩm làm chi, dù sao thì hắn cũng đã nhận lấy hạ lễ của đối phương rồi. Vì vậy, hắn chuẩn bị tìm một cửa hàng nhỏ bên ngoài mua một ít vật phẩm còn thiếu nữa. Lại nói, lần này hàn lập ra ngoài ngoại trừ muốn mua tuyết linh thủy cùng với thiên hỏa dịch ra thì hắn còn muốn mua một ít nguyên liệu để chế tạo hai con nhị cấp khôi lỗ thú nữa nguyên liệu chủ yếu là thiết mộc mấy trăm năm thì hắn có thể trồng lấy nhưng có vài thứ hắn cần như thiết mẫu vân tinh thạch một vài nguyên liệu phụ trợ thì hắn vẫn muốn mua một số lượng lớn mặt khác hắn còn cần một ít hạt giống dược tài cần thiết cho luyện chế tụ linh hoàn nữa để sau khi trở về luyện ra một số lượng lớn đan dược này chuẩn bị cho việc dạy dỗ hai con chi thù kia Ôm lấy tâm tư này, Hàn Lập đi vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ cũng có thể mua thứ hắn cần được hơn phân nửa rồi, còn lại một ít vật phẩm hiếm có thì phải đi quanh vài cửa hàng mới có thể tìm thấy. Nghĩ như vậy trong lòng, Hàn Lập bắt đầu quan sát một chút tình hình của cửa hàng này. Chẳng qua, hắn coi trọng nhất chính là cửa hàng có đan dược cùng với cửa hàng có điển tịch công pháp. Dù sao thì đan phương của hắn cũng chỉ có 7-8 loại thôi, hắn cực kỳ hy vọng nơi đây có thể tìm thấy được một hai phần nữa. Còn về công pháp, tuy trong này không có khả năng mua được những công pháp đỉnh giai nhưng lại có thể cho hắn biết những tu sĩ ở loạn tinh hải này tu luyện những công pháp gì. Nhưng sau khi đi được một vòng, khiến cho Hàn Lập kinh ngạc trong lòng. Khi hắn để cho khúc hồn ở bên ngoài cửa, một mình hắn tiến vào một điếm phô đan dược liền mở miệng hỏi nơi đây có đan phương mà Trúc Cơ Kỳ có thể sử dụng hay không thì tiểu nhị của điếm phô liền mang ra cho hắn hơn 10 loại đan phương khác nhau, thiếu chút nữa khiến cho Hàn Lập kinh hãi cắn lấy đầu lưỡi. Khi hắn dùng vẻ mặt không thể tin được cẩn thận xem xét những đan phương này thì cả người liền trợn tròn mắt lên. Mấy cái đan phương bất luận luyện ra đan dược có thể sử dụng được hay không đi chăng nữa thì nguyên liệu chủ đạo không phải là linh thảo mà là các loại nội đan của yêu thú, đặc biệt cũng có vài loại đan dược hiếm thấy thậm chí còn cần cả nội đan của yêu thú 6 7 cấp mới có thể luyện chế ra được. Tuy nhiên mấy loại đan dược này đồng dạng còn cần có một ít linh thảo mấy trăm năm mới có thể luyện chế ra. Nhưng trong các đan phương này, những loại linh thảo này chỉ hoàn toàn là phụ liệu thôi đương nhiên cũng có thể dùng những linh dược khác để thay thế. Vì thế, Hàn Lập tay cầm nhiều đan phương như vậy sửng suốt cả nửa ngày. Kết quả trong ánh mắt kỳ quái của điếm tiểu nhị, hắn liền mua lấy một tấm có giá cả cực thấp, mờ mịt đi ra ngoài. Một lát sau, có chút không cam lòng hắn đi đến mấy cửa hàng đan dược nữa, nhưng ngoại trừ mấy đan phương cấp thấp của luyện khí kỳ thì không cần yêu thú nội đan, còn lại những đan phương đều như vậy. Cuối cùng có chút nhịn không được, Hàn Lập cẩn thận hỏi trưởng quầy của một cửa hàng là có cao giai đan phương nào không cần nội đan của yêu thú hay không thì ngay lập tức hắn nhận được ánh mắt gần như là nhìn kẻ ngu ngốc nhìn hắn trong chốc lát mới nói một câu, đan dược cấp cao không cần nội đan của yêu thú luyện chế thì cần nguyên liệu gì luyện chế. Nghe như thế, Hàn Lập có chút chật vật đi ra, xem như tâm hắn hoàn toàn trầm xuống. Hiển nhiên, các loại đan đạo của loạn tinh hải này cùng với Thiên Nam hoàn toàn không giống nhau, bọn họ đều đem nội đan của yêu thú làm linh dược để sử dụng chẳng qua cẩn thận suy nghĩ một chút điều này tựa hồ cũng có chút hợp lý dù sao thì yêu thú trong đại hải là bát ngát khôn cùng số lượng sinh trưởng không thể ngờ đến được cho dù là cổ nhân cũng không thể có khả năng hoàn toàn tiệt diệt được hết bọn chúng tình huống này so với thiên nam lại mạnh hơn nhiều nói như vậy thì các đan phương này đều là những cổ phương được truyền lại sao nghĩ như vậy hàn lập đứng ở một góc sáng sủa ở ngã tư đường đem tấm đan phương chính mình mua được kia đồng dạng cũng là chút cơ đan nhìn kỹ một lần Đan phương này so với đan phương trúc cơ đan trong trí nhớ của Hàn Lập thì giống nhau phần lớn. Nhưng có vài loại đan dược trong huyết sắc cấm địa ở Thiên Nam được thay bằng vài loại nội đan của yêu thú cấp 5. Thấy như vậy, Hàn Lập liền đem đan phương này cất vô, khoanh tay lại, cả người lâm vào trong trầm tư. Chương 378, Xuất Hải thượng, một lúc sau, Hàn Lập mới từ trong trầm tư tỉnh lại, tựa hồ đã có ý tưởng gì rồi. Nhưng thần sắc cũng không hề có gì khác thường, hắn tiếp tục đi đến cửa hàng điển tịch một vòng. Làn này cũng không hề có gì ngọ ai ý muốn gây ra cho hắn, bởi bị trong cửa hàng đều là các loại công pháp cùng với ngũ hành pháp thuật mà thôi, đều là những loại mà hắn hết sức quen thuộc, cùng với thiên nam cũng không có khác nhau lớn lắm. Một vài điểm không giống nhau chính là về phương diện thủy hệ pháp thuật trong đạo thư nhiều hơn một ít, cũng có vài loại tân pháp thuật mà Hàn Lập chưa bao giờ nghe nói đến. Hàn Lập cùng với tân pháp thuật ấy cũng có chút quan hệ trong đạo thư, trong lúc vô ý liền mua lấy một quyển đan đạo bình giám sở dĩ hắn mua quyền này là bởi vì bên trong có một vị cao nhanh nào đó nói về hàng trần đan cùng với một chút miêu tả nữa hàn lập mua về cẩn thận nghiên cứu rồi sau này mới quyết định có đáp ứng yêu cầu của lục liên điện kia hay không tiếp theo hàn lập cũng không hề có hứng thú mua sắm thêm thứ gì liền mang theo khúc hồn rời khỏi thiên nhai đô đi ra bên ngoài thành ra khỏi khôi tinh thành không bao lâu hàn lập cùng khúc hồn ngự khí bay về hướng cố gia trang gần nửa ngày sau hàn lập liền trông thấy tường đất quen thuộc của cố gia trang nhưng hàn lập cũng không có ý tứ lập tức tiến đến mà trong lòng vừa động lập tức đáp xuống một ngọn núi nhỏ ở gần đó tiến đến căn nhà nhỏ mà hắn kiến tạo ngày nào căn nhà vẫn ở vị trí như cũ nhưng so với trước khi hàn lập rời đi thì rõ ràng là cũ kỹ hơn rất nhiều thậm chí còn có chỗ bị mục nát nữa hàn lập xem trong chốc lát rồi lại thở dài một tiếng đẩy cửa tiến vào trong ô hàn lập có chút kinh ngạc Bên trong không có trần đầy cho bụi cùng với mùi vị mục nát như hắn tưởng tượng mà là rất sạch sẽ, cái bàn cùng với giường gỗ đều không có nhiễm một hạt bụi nào. Thậm chí trên bàn gỗ còn có đặt một chậu hoa màu lam không biết tên nữa. Hàn lập đứng trong phòng chốc lát rồi sau đó tự nói. Xem ra cố gia tốn thật là không ít tâm tư, Hàn lập sờ sờ chính cái mũi của mình, có chút thì thào lẩm bẩm Sau đó, Hàn lập cũng không hề lưu luyến nữa, trực tiếp đi ra ngoài một ốc, để khúc hồn ở lại trên núi rồi chính mình chậm rãi đi đến hướng cố gia trang. Hàn lập cũng không có ý tứ trực tiếp phi hành tiến vào cố gia. Tuy cấm chế bên ngoài cố gia kia đối với thực lực của hắn hôm nay không tính là gì nhưng dù sao thì cố đông chủ cũng coi như là cố nhân của hắn, tự nhiên cũng phải khách khí một ít. Ngay khi Hàn Lập tiến đến đại môn thì lập tức khiến cho hai gã đại hán lực lưỡng canh cửa chú ý đến hắn, hơn nữa trong đó còn có một người có chút hồ nghi hỏi. Các hạ là ai, đến cố gia trang chúng ta có việc gì? nói cho trang chủ các ngươi là có cố nhân họ hàn đến thăm hàn lập mỉm cười nhẹ nhàng nói gia trang của chúng ta cũng không hề thấy ngoại nhân ô họ hàn chẳng lẽ ngươi lại là hàn tiên sư đại hán kia trước tiên cử tuyệt nhưng sau khi dò xét từ trên xuống dưới hàn lập một lần bỗng nhiên mặt lại lộ ra vẻ nghi ngờ hỏi ngươi biết ta hàn lập nhíu nhíu mày hỏi thật sự là hàn tiên sư cái này là do lão nhân ra căn dặn lại để cho người đi bẩm báo với trang chủ một tiếng đại hán này cũng không có nói hai lời lập tức chạy vào bên trong. Hàn Lập mặt không chút thay đổi, nhìn vào bên trong trang không lên tiếng. Không bao lâu sau, từ bên trong có một nhóm người đi ra. Cầm đầu là một lão giả, khi vừa nhìn thấy Hàn Lập liền hưng phấn cười lớn nói: "Hàn tiên sư, ngài rốt cuộc cũng đã đến đây, ta đã đợi ngài nhiều năm rồi." Tiếp theo, lão giả tiến lên thi lễ với Hàn Lập. Sau đó, những người phía sau đều cung kính thi lễ với hắn. Hàn Lập ngưng thần nhìn khuôn mặt quen thuộc của lão giả này không phải cố đông chủ thì là ai? Cố tiên sinh, đã lâu rồi không gặp, Hàn Lập thần sắc hòa hoãn nói. Dưới sự tiếp đón của cố đông chủ, Hàn Lập tiến vào cửa trạch bên trong cố gia trang. Tiến vào trong phòng, cố đông chủ cũng không có chờ Hàn Lập mở miệng hỏi liền chủ động gọi người mang đến một bao linh thạch lớn cho Hàn Lập. Hơn nữa, lại vạn phần nhiệt tình giới thiệu một ít cố gia đệ tử cho Hàn Lập nhận thức. Đặc biệt là đứa con cả của hắn, một vị thanh niên khoảng 30 tuổi, là một trong những người mà hắn giới thiệu gặp phải tình cảnh như vậy hàn lập sao lại không biết ý tứ của cố đông chủ đây đại khái rằng hắn đã không thể sống lâu nữa rồi muốn làm cho vị tiên sư này về sau để ít một chút đến cố ra hàn lập lạnh nhạt cười nghĩ lại phần nhân tình của năm đó liền hàm hồ đáp ứng một câu cố đông chủ nhất thời mừng rỡ muốn bày yến tiệc chiêu đãi nhưng lại bị hàn lập liên tục cực tuyệt về sau hắn cùng với cố đông chủ tán gẫu vài câu liền ly khai khỏi cố gia trang vừa ra ngoài Hàn Lập liền gọi khúc hồn trên núi, bay đến một tiểu trấn nhỏ. Bên trong trấn, Hàn Lập tùy tiện tìm một gian khách điếm, liền ngay trong đêm đó đọc quyển đan đạo bình giám kia, kết quả là một đêm không ngủ. Đến ngày thứ hai, Hàn Lập đối với các loại đan dược của loạn tinh hải cũng có có thể hiểu biết phần lớn. Đối với hàng trần đan kia lại nghiên cứu vô số lần. Theo như những lời trong quyển sách này nói đến, để luyện chế hàng trần đan chẳng những cần nhiều loại nội đan của yêu thú rất hiếm gặp mà còn cần nhiều linh dược hiếm thấy khác nữa mới có thể luyện chế thành tuyệt đối là chân quý cực kỳ mà loại đan dược này lại có hiệu quả gia tăng vài phần khả năng kết đan tuy cũng chỉ có vài phần không lớn lắm hơn nữa kết đan thì cũng chỉ có thể dùng một viên mà thôi nhưng từng đó thôi cũng khiến cho phần đông các tu sĩ chuẩn bị kết đan đều xem như là chân bảo hiếm gặp bởi vì khi kết đan chỉ sợ rằng hiệu suất gia tăng chỉ một phần trăm thôi cũng khiến cho các tu sĩ cầu mà không được nhưng cũng phải nói lại trong lòng hàn lập cũng đã hiểu được lục liên điện một khi dùng đan dược chân quý như vậy làm thù lao thì sự tình tuyệt đối không có đơn giản như lời của đối phương nói đâu chỉ là chủ trì trận pháp thôi nếu như vậy thì khẳng định nguy hiểm không nhỏ có trời mới biết gặp phải sự tình khó giải quyết nào nhưng hàn lập cũng có khát vọng với hàng trần đan cực kỳ dù sao thì vô luận là hắn hay là khúc hồn đều phải tiến hành kết đan hắn cũng không thể nói đến căn bản chỉ trông vào sự thành công lần này nhưng sát đan của khúc hồn chỉ có một phần ba khả năng kết đan thôi, thất bại vẫn chiếm một phần lớn. Hắn thật sự cũng không có yên lòng, lần này phải nhất định tìm được hàng trần đan. Hàn lập ở bên trong khách điếm tự suy nghĩ hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần. Dù sao thì đến lúc đó, hắn cùng với khúc hồn là hai hậu kỳ trúc cơ tu sĩ, cho dù là có nguy hiểm gì cũng có thể tự bảo vệ không thành vấn đề. Hơn nữa, nhìn thấy lục liên điện tựa hồ có thế lực rất lớn, nếu như có thể đặt mối quan hệ với bọn họ, từ từ nay về sau có thể yên yên ổn ổn sinh sống ở loạn tinh hải này chẳng qua lúc này hắn đang đứng trước một tu sĩ tìm hiểu một chút thanh danh của lục liên điện như thế nào nhưng ngay khi đã hỏi xong thì đối phương liền lập tức trở mặt vô tình xem ra đối phương có ý e ngại trong lòng đã có chủ ý hàn lập liền mang theo khúc hồn ngự khí bay đến khôi tinh thành nửa tháng sau một chiếc hải thuyền lớn vô cùng đi ra khỏi cảng khẩu của khôi tinh đảo không bao lâu sau bạch làm lưỡng đạo quang hoa từ xa tiến đến cũng không có chút do dự tiến vào bên trong thuyền. Sau khi quang hoa thu lại, trên đầu thuyền liền liền có ba người đi ra. Một tráng hán cao lớn với dung mạo xấu xí, một trung niên nhân có tướng mạo kỳ quái, người còn lại là một thanh niên có tướng mạo bình thường. Hoan nghênh hai vị tiên sư đến bổn thuyền, tại hạ là thuyền trưởng lạc tránh, những tiên sư khác cũng đều đã ở trên thuyền. Lần này là do tại hạ dẫn đường chư vị tiên sư đến địa điểm xuất hiện yêu thú trong khoang thuyền đi ra một vị hán tử mày rậm, cực kỳ cung kính nói với trạng hán cùng người thanh niên tiên sư trong miệng hắn chính là Hàn Lập cùng khúc hồn. Mà đi cùng hai người đến đây chính là trưởng quầy của Bạch Thủy Lâu, Tào Lộc. Khúc đạo hiếu, người bảo trọng, tại hạ còn có sự tình phải về trước Tào Lộc cực kỳ khách khí đối với khúc hồn Hàn Huyên vài câu rồi ngự khí bay đi. Nhị vị tiên sư hãy tiến vào trong đi, phòng của nhị vị cũng đã chuẩn bị tốt lắm. Thuyền sẽ lập tức xuất cảng đại hán mày rậm cúi đầu nói. Hàn Lập nhìn khoang thuyền, liền cùng với khúc hồn không một tiếng động tiến vào, mà đại hán tự xưng là lạc tránh tiến vào theo sát phía sau. Cùng lúc đó, chiếc thuyền thật lớn từ từ di động. Tiến vào bên trong, hết thảy khiến Hàn Lập cảm thấy nao nao. Đó không phải là một cái thông đạo nhỏ như Hàn Lập tưởng tượng mà là một đại sảnh hào hoa rộng 10 trường. Bên trong được khảm cầm thạch màu đỏ, chính giữa là một cái bàn gỗ thật dài, bốn phía còn có hơn 10 cái nghế dựa, đang có mấy người vây quanh bàn nói về điều gì đó. Vừa thấy Hàn Lập cùng khúc hồn tiến đến liền có mấy ánh mắt sắc bén lướt đến nhưng cũng chỉ nhìn lướt qua hàn lập mà thôi, liền đem ánh mắt tập trung trên người của khúc hồn. Tại hạ khúc hồn, cùng với sư điệt hàn lập, không biết phải xưng hô với các vị như thế nào, thân hình khúc hồn chợt lóe đứng trước người hàn lập, mặt không chút thay đổi nói. chương 379, xuất hải hạ, hoan nghênh khúc đạo hữu đến, thiếp là phùng tam nương của lục liên điện, cùng với chư vị trận pháp một trung niên phụ nhân đứng dậy cười nói. Phụ nhân này cũng không có gì xinh đẹp nhưng vẫn còn có vài phần tư sắc thì ra là phùng đạo hiếu, khúc mỗ thất lễ khúc hồn cũng không có khách khí nói, sau đó liền mang theo hàn lập đi đến hướng cái bàn. Mà hàn lập cũng lập tức đảo mắt quan sát vài vị tu sĩ lạ lẫm trong phòng. Một trung niên nho sinh tướng mạo bình thường, một thiếu phụ kiều mị khoảng 20 tuổi, lão giả hai mắt trắng, thanh niên cả người phát ra ánh sáng đỏ sẫm và người tự xưng là phùng tam nương, vừa đủ 5 người. Chẳng qua, thiếu phụ kia lại là tu sĩ trúc cơ tiền kỳ, cùng ở một chỗ với vị nho sinh tu sĩ kia, Nhìn bộ dáng thân mật kia xem ra là một đôi tình lữ song tu. Trong khi Hàn Lập đang cân nhắc thì Phùng Tam nương kia mở miệng cười duyên nói: "Khúc đạo hữu đến thật đúng lúc, ta cùng với chư vị đạo hữu đang nghiên cứu các biến hóa của lục độn thủy ba trận đây. Nếu có thể thao diễn thuần thục thì đến lúc bày trận, chư vị đạo hữu càng phát huy tốt. Chẳng qua, trước tiên ta cần phải giới thiệu cho Khúc đạo hữu những tu sĩ khác." Phùng Tam nương hiển nhiên là một người rất giỏi ngoại giao chỉ nhẹ nhàng mấy câu liền có thể mang hàn lập cùng với những người trong phòng rút ngắn khoảng cánh rất nhiều. Nhị vị này chính là cao đồ của đảo chủ vĩ tinh đảo chiêm thai tiền bối, mao đạo hữu và đạo lữ tiết đạo hữu. Phùng Tam Nương trước tiên chỉ tay về trung niên nho sinh cùng với thiếu phụ kia giới thiệu cho hàn lập. Khúc hồn, tu sĩ của khôi tinh đảo, tại hạ cũng nhận thức không ít nhưng như thế nào lại chưa bao giờ nghe nói qua các hạ. Trung niên nho sinh lạnh lùng liếc mắt hàn lập, có chút cao ngạo nói. Chẳng biết vì sao, Trung niên nho sinh này tựa hồ xem khúc hồn không có vừa ý, mở miệng liền nói một câu đắc tội người ta rồi. Điều này khiến cho Phùng Tam Nương đang cười không khỏi bị kiềm hãm lại, nhưng lập tức liền khôi phục lại bình thường. Tại hạ vốn cũng không phải là tu sĩ của khôi tinh đảo, chính là mới vừa đến xem nơi định cư của Hàn Sư Điệt. Đạo hữu không có nghe nói đến tên của khúc mỗ cũng không có gì kỳ quái. Huống hồ, tên của đạo hữu cũng là lần đầu tiên tại hạ nghe được khúc hồn bất động thanh sắc chế nhạo. Ngươi, để ta giới thiệu, vị lão tiên sinh này chính là tu sĩ ẩn tu trên kim miết đảo thanh toán tử đạo hiếu tuy ít có người biết nhưng cũng là một chút cơ kỳ hệ mục rất hiếm gặp nghiêm đạo hiếu lại càng lợi hại chính là ám hỏa thể tu luyện thuần dương chân hỏa đến xuất thần nhập hóa trung niên nho sinh lộ ra thần sắc giận dữ sắc mặt trầm xuống muốn nói điều gì đó nhưng đã bị thiếu phụ vội và ngắt lấy lời thanh đạo hiếu nghiêm đạo hiếu khúc hồn nhìn lão giả cùng thanh niên kia thoáng gật đầu một chút hai người này cùng với nho sinh kia đều là tu vi trúc cơ hậu kỳ nhưng lại cấp cho hàn lập áp lực muốn nhiều hơn trung niên nho sinh kia hiển nhiên công pháp bọn họ tu luyện không phải bình thường hàn lập cũng không muốn đắc tội hai người này xin chào khúc đạo hữu nghiêm mộ hữu lễ hai người này cũng không hề tự đại đều mỉm cười chào hỏi khúc hồn nhìn màn này khiến cho trung niên nho sinh có chút không thoải mái vì thế hắn cũng không đợi cho phùng nương tử tiếp tục nói điều gì bỗng nhiên đứng lên nghiêm mặt nói Tại hạ về phòng trong chốc lát, về sự tình trận pháp để nói sau vậy. Nói xong hắn liền vung tay áo xoay người rời khỏi đại sảnh. Mà thiếu phụ kia nhìn mọi người có chút xin lỗi, cũng đi ra ngoài. Hừ, có gì mà kiêu ngạo chứ? Sư phụ mới lên làm đảo chủ chưa lâu mà đã làm bộ. Trên người nghiêm tu sĩ hồng quang trật thịnh, có chút tức giận nói. Lão giả cùng phùng tam nương sắc mặt có chút hơi đổi nhưng lão giả cũng nhanh chóng trở về bình thường. Phùng tam nương miễn cưỡng cười tiếp đón khúc hồn ngồi xuống, Lựa hồ không muốn đề cập đến sự tình của nho sinh. Không phải nói là có sáu người chứ, tiết đạo hiếu kia không phải là một người trong đó sao? Khúc hồn không có khách khí liền thản nhiên ngồi xuống, Hàn Lập tự nhiên cũng đứng ở phía sau. Còn có một vị đạo hiếu ở hóa minh đảo, nghe nói là đang tu luyện một công pháp lợi hại. Mấy ngày nay sẽ không có ra khỏi phòng phùng tam nương mỉm cười, mở miệng giải thích. À, như vậy sao? Hàn Lập có chút gật đầu, cũng không có tiếp tục nói cái gì nhưng phùng tam nương tựa hồ rất có hứng thú đối với khúc hồn thỉnh thoảng lại hỏi khúc hồn một ít vấn đề khiến cho hàn lập ở phía sau có chút ngoài ý muốn chẳng biết phụ nhân này rốt cuộc có dụng ý gì chẳng qua khi hỏi khúc hồn có biết lục tuần thủy ba trận pháp không thì khúc hồn được hàn lập điều khiển liền nói không biết vì thế phụ nhân liền cười nói với những người khác nơi đây liền bắt đầu giảng giải cho mọi người về trận pháp này thật làm cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn phùng tam nương lại là một trận pháp sư hiếm thấy Tuy nhiên, trung niên nho sinh tựa hồ với mọi người có chút đối đầu nhưng ngày thứ hai cuối cùng cũng trở lại đại sảnh nghe Phùng Tam Nương nói những điều cần chú ý của trận pháp. Dù sao thì lục liên điện mời bọn họ đến không phải chỉ muốn bọn họ chủ trì trận pháp thôi. Qua 3-4 ngày sau, Hàn Lập cũng có thể nhìn thấy vị tu sĩ bế quan trong phòng kia. Chính là một đại hán đầu bóng lưỡng cao khoảng 7 thước, khuôn mặt có vẻ xấu xa, xem ra hình dáng có vẻ rất hung ác. Chẳng qua, những lời nói cử chỉ của người này lại cực kỳ hào sảng, hòa hợp cùng với mọi người rất nhanh. Như vậy, bọn người Hàn Lập nghe xong Phùng Tam Nương giảng giải những ảo diệu của trận pháp này, mọi người liền rời khỏi thuyền hướng đến vùng hải vực phụ cận không ngừng luận bàn lục độn thủy ba trận để nâng cao khả năng phối hợp đến lúc đó mới có thể thành công bắt yêu thú. Như vậy mọi người đều rất hào hứng, cứ như vậy, thuyền tự nhiên không di chuyển nhanh, nhưng có vẻ lục liên điện cũng không có chút nào vội vã cả. Tuy kéo dài thời gian như vậy nhưng Phùng Tam Nương luôn cười đùa liên tục, không có một chút thúc giục nào cả nhưng sau khi đem vài loại biến hóa của trận pháp diễn luyện thuần thục vô cùng, Phùng Tam Nương cũng không tiếp tục trì hoãn thêm nữa mà là bắt đầu tăng hết tốc lực. Một tháng sau, hải thuyền rốt cục cũng đến một hoang đảo vô danh rộng hơn 10 dặm mới ngừng lại. Bọn người hàn lập dưới sự dẫn dắt của Phùng Tam Nương đi ra khỏi thuyền. Ngay khi vừa đặt chân lên tiểu nào, bên ngoài liền có một đạo kim quang cực kỳ trói mắt xoay quanh bọn họ một vòng. Sau đó kim quang tiêu tán hiện ra một vị lão giả thần sắc hơi vàng, mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ. Trên người lão giả này không có một chút pháp lực dao động, cứ như là một phàm phu tục tử vậy, nhưng lại như pháp lực sâu không lường được, tự nhiên ẩn giấu lại. Điều này khiến cho Hàn Lập dùng mình, thuộc hạ Phùng Tam Nương tham kiến miêu trưởng lão Phùng Tam Nương nhanh chóng lên tiếng, hướng đến lão giả thi một lễ, vẻ mặt cung kính nói. Lúc này, bọn Hàn Lập ở phía sau như thế nào lại không biết thân phận của lão giả này đây, đều tiến lên thi lễ. Một vị kết đan kỳ tu sĩ cũng không phải là người mà bọn họ chậm chạp được. Không cần đa lễ, Phùng Tam Nương, nhiệm vụ lần này ngươi làm rất tốt, mang bọn họ đến đây rất đúng lúc. Bọn họ đã diễn luyện thuần thục trận pháp chưa? Lần này yêu thú rất khó giải quyết, không thể xem thường được thần sắc lão giả không chút thay đổi chậm rãi nói. Trưởng lão yên tâm, chư vị đạo hiếu đã đem nhiều loại biến hóa của lục độn thủy ba trận hoàn toàn nắm giữ, tuyệt đối có khả năng vây khốn con thú này. Phùng Tam Nương tự tin cực kỳ nói, được, các vị đạo hiếu, lục liên điện chúng ta một khi cần chư vị trợ giúp, chỉ cần chư vị xuất chút lực, bổn điện nhất định sẽ không bạc đãi chư vị miêu trưởng lão nhìn đảo qua mấy người nho sinh, thần sắc cũng hòa hoãn hơn rất nhiều, nhẹ nhàng nói. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ cố hết sức ngay khi lão giả kia vừa dứt lời liền lên tiếng trước tiên, vẻ mặt cười bồi. Thấy vẻ mặt nho sinh như vậy, những người còn lại đều lộ ra một chút thần sắc khác thường nhưng cũng chỉ có thể đồng dạng lên tiếng phụ họa một chút. Vị miêu trưởng lão này đối với thái độ của bọn họ cực kỳ vừa lòng, liền gật gật đầu cười nói. Nửa ngày trước cũng đã bố trí đại trận tốt lắm, bây giờ chỉ cần các ngươi cố gắng chủ trì mà thôi. Mà cổ trưởng lão đang ở vùng hải vực phụ cần cùng yêu thú kia dây dưa truy đuổi, ta cùng với trưởng lão sẽ nhanh chóng dẫn yêu thú đến. Phòng trưng vào sáng sớm mai, còn yêu thú này sẽ tiến vào đại trận. Đến lúc đó liền xem bổn sự của các ngươi, trước tiên hãy ở trên đảo nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, miêu trưởng lão liền biến thành một đảo kim quang bay lên trời, đảo mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Các vị đạo hiếu, mọi người cũng đã nghe được lời của trưởng lão. Mọi người trước hết hãy nghỉ ngơi nửa ngày, bồi dưỡng tinh thần. Ngày mai có thể sẽ là một cuộc chiến mệt mỏi đó Phùng Tam Nương quay đầu lại nghiêm túc nói. Những người khác nghe vậy tự nhiên cũng không hề nói gì, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng ngay lúc này, thanh toán tử dọc đường đi cũng rất ít lên tiếng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Phùng Đạo Hữu dọc đường đi chúng ta đều hỏi ngươi rốt cuộc muốn đối phó với yêu thú gì ngươi Thủy Trung vẫn không chịu nói rõ, nhưng ngày mai đã động thủ rồi, có phải là nên cấp cho chúng ta đáp án đi? Nghe lão nói xong những lời này, mọi người không khỏi động trong lòng, đồng loạt nhìn về phía Phùng Tam Nương. Đương nhiên là bọn họ đều có nghi vấn như nhau. Yêu thú này là chủng loại hung hãn như thế nào mà xứng đáng để lục liên điện có hành động lớn như vậy. Còn tìm có kế hoạch kỹ lưỡng như vậy, yêu thú cấp 6 bình thường không có đáng giá như vậy chứ. chương 380, Anh Lý Thú. Phùng Tam Nương nghe xong những lời này, khuôn mặt không khỏi lộ ra vài tia cười khổ, trên trán cũng đã có chút hổ hôi. Chư vị đạo hiếu, không phải là ta không muốn nói sự thật mà là bề trên có lệnh trước khi đến đảo không được đem tin tức lộ ra ngoài nhưng hiện tại đã đến nơi đây tự nhiên cũng không còn hạn chế nữa thiếp liền nói chi tiết cho mọi người vây để cho mọi người cẩn thận hơn anh lý thú mấy người thanh toán tử nghe như vậy thần sắc liền đại biến thất thanh kêu lên hàn lập lạnh lùng nhìn hết thảy tuyệt không biết anh lý thú rốt cuộc là yêu thú như thế nào nhưng thấy bọn họ thất sắc như vậy cũng biết là yêu thú này cực kỳ khó đối phó Trách không được tại sao quý điện lại cẩn thận như vậy, nếu quả thật là yêu thú này thì cũng nên cẩn thận rất nhiều. Nếu để cho các thế lực khác biết việc này cũng không biết là xuất ra trường phong ba như thế nào. Thanh toán tử thì thào tự nói, có vẻ không thể tin. Điều này khiến cho Hàn Lập không khỏi động trong lòng. Thanh niên họ nghiêm cùng với đại hán đầu bóng lưỡng thần sắc bất định, có hình dáng tựa như là tâm rất hỗn loạn. Chỉ có trung niên nho sinh sắc mặt khó coi cực kỳ, nhìn phùng tam nương lạnh lùng nói. Lục liên điện các người quả thật là rất quá đáng. Ai không biết anh Lý Thú là thủy hệ linh thú trời sinh chứ? Một thân thủy hệ thần thông lợi hại vô cùng. Nếu như lời là 6 cấp yêu thú, tại trong đại hải tuyệt đối là không hề kém một yêu thú 7 cấp chút nào. Thế nhưng các người lại nói là một yêu thú cấp 6 thôi, mời ra tay, chẳng lẽ có ý chiêu chọc sao chứ? Trung niên nho sinh nói xong lộ ra sắc mặt giận dữ vô cùng, một dáng cực kỳ bất mãn. Mà thần sắc của bọn người thanh toán tử cũng đã khôi phục bình thường, đồng dạng cũng lộ ra vẻ mặt bất mãn. Bọn họ chính là những tu sĩ tán tu một thân một mình, cũng không dám dễ dàng đắc tội với lục liên điện, cũng không nói lời nào, nhìn Phùng Tam Nương trả lời thuyết phục việc này như thế nào. Mao đạo hữu những lời này của người có chút không đúng. Lục liên điện chúng ta nào có dấu giếm chư vị chỗ nào. Tuy anh lý thú lời hại nhưng chính là yêu thú cấp 6 hàng thật giá thật, người bảo bổn điện nói yêu thú cấp 6 thành 7 cấp sao. Nói lại, một khi bổn điện dùng hàng trần đan quý trọng như vậy làm thù lao thì tự nhiên cũng phải biết là chúng ta đối phó không phải là yêu thú cấp 6 bình thường. Nếu không, như thế nào bổn điện có sinh ý đây chứ? Phùng Tam Nương sắc mặt trầm xuống, không khách khí phản bác lại. Lời này khiến cho trung niên nho sinh nhất thời im bặt. Hàn Lập âm thầm nhíu nhíu mày. Những lời phụ nhân này nghe cũng có chút đạo lý nhưng trong lòng Hàn Lập cũng có chút không thoải mái. Không khỏi liếc mắt nhìn những người khác. Ba người còn lại cùng với Hàn Lập cũng không sai biệt lắm, sắc mặt cũng đều có chút không vui. Nhưng lúc này Phùng Tam Nương bỗng nhiên nhìn mấy người khúc hồn nhoẻn miệng cười nói. Đương nhiên, một khi bổn điện làm như vậy phần lớn chính là bảo vệ bí mật của anh Lý Thú. Cho nên trước khi tới đây đã được bề trên giao hẹn, một khi việc này thành công, ngoại trừ một quả hàng trần đang làm thù lao cho chư vị, bổn điện còn tặng mỗi người một ngàn linh thạch để bồi thường vì đã giữ bí mật đến bây giờ, không biết chư vị đạo hữu đã hài lòng nghe phụ nhân nói những lời này oán niệm của bọn người thanh toán từ liền tiêu mất thần sắc chậm rãi gật gật đầu đồng ý trung niên nho sinh tựa hồ còn có chút bất mãn nhưng thiếu phụ kiều diếm kia thấp giọng nói bên tai điều gì làm hắn sắc mặt khẽ biến cũng không hề lên tiếng nữa sau đó mọi người đều tự tản ra tìm một vị trí an tĩnh trên đảo bắt đầu nghỉ ngơi hàn lập cùng khúc hồn tìm một tảng đá thật lớn đối mặt với nhau khoanh chân ngồi xuống khúc hồn dưới sự cố ý phân phó của hắn rất nhanh tiến vào dưỡng tinh xúc duệ Hàn Lập cũng chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu nhập định. Quan khoảng thời gian một chén trà, Hàn Lập nhướng mày mở hai mắt nhìn vào mặt biển minh mông trào dâng sóng biển kia, có chút ngẩn người ra. Chẳng biết vì sao, lúc này tâm thần hắn có chút cảm giác bất an, tựa hồ sắp có sự tình gì phát sinh, làm hắn có chút khẩn trưởng cùng bất an trong lòng. Suy nghĩ cả nửa ngày cũng không có tìm ra nguyên nhân gì, Hàn Lập không khỏi cười trừ. Xem ra thần kinh hắn có chút chạm rồi tuy linh giác của hắn luôn luôn đúng nhưng ngày mai có hai gã tu sĩ kết đan kỳ cùng với lục biện thủy ba trận phụ trợ như thế nào không thể giam cầm đầu yêu thú sáu cấp đây chứ tựa hồ yêu thú này quả thật không hề bình thường nhưng yêu thú chính là yêu thú cho dù là thực lực cường thịnh đến đâu cũng không có khả năng chiến thắng tự an ủi chính mình vài câu hàn lập ép buộc chính mình tiến vào trạng thái luyện khí nhưng một lúc sau hắn vẫn không thể nào tiến được vào trạng thái đó được khổ hàn lập hít một hơi liền đứng lên Xem ra nếu không làm chút gì đó hắn không thể an tâm được Hàn Lập có chút bất đắc dĩ nhìn xung quanh rồi chậm rãi buông thần thức ra Hoàn hảo, phụ cận quả thật không hề có tu sĩ nào cả Hàn Lập hướng đến túi chữ vật sờ một cái Liền có hơn 10 cây cờ lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, nhạt Là 10 trận kỳ cùng 5-6 trận bàn xuất hiện trong tay Đây chính là trận khí đầy đủ của Bích Thủy Thanh giáp trận Trận này tuy kém xa điên đảo ngũ hành trận cùng với trận pháp ngày mai sử dụng lục độn thủy ba trận nhưng cũng mạnh hơn nhiều những trận pháp bình thường. Hơn nữa bởi vì do là trận pháp đầy đủ nên bố trí đơn giản cực kỳ. Hàn lập cũng không có trần chờ, lệnh khúc hồn lấy tảng đá này làm trung tâm, tại phạm vi hơn 10 trượng xung quanh tiến hành bố trí trận kỳ, ẩn giấu trận bàn. Nhìn khúc hồn, bận rộn đem trận bàn trôn xuống đất hàn lập cảm thấy trong lòng yên ổn hơn rất nhiều. Khóe miệng lộ ra nụ cười có vài phần tự diếu chính mình thật sự là rất sợ chết nhỉ ngày thứ hai sắc trời còn chưa sáng lắm phùng tam nương liền triệu tập mọi người lại đồng loạt ly khai khỏi đảo bay đến một chỗ cách đảo 10 hải lý mà cùng lúc đó ở ngoài ngàn dặm trên mặt biển một đạo kim quang cùng một đạo hoàng quang đang nhanh chóng bay đến hướng tiểu đảo vô danh này trên mặt nước cách lưỡng đạo quang hoa kia khoảng hai dặm là một khối xương mù minh mông rộng khoảng trăm trượng cũng đang cấp tốc đuổi theo với tốc độ kinh khủng phảng phát truyền ra là tiếng trẻ con khóc thanh âm này cực kỳ thê lương khiến cho người nghe run rẩy tận xương tủy. Miêu trưởng lão dùng phi kiếm truyền thư xem bọn họ đã chuẩn bị tốt chưa. Bên trong hoàng quang kia bỗng nhiên truyền ra một tiếng nói hùng hậu. "Rồi, Miêu trưởng lão bên trong kim quang nhanh chóng đáp lời, sau đó bóng người chợt lóe, chạy đến bên trong đạo hoàng quang, đồng thời kim quang trên người nhất thời biến thành một đạo kim hồng chợt lóe lên rồi biến mất. Mà ở tảng xương trắng phía sau thấy tình cảnh này tựa hồ cảm thấy cái gì kích thích, tiếng trẻ con khóc càng thêm bén nhọn, dần dần vang lên tiếng sấm hơn nữa càng ngày càng lớn. Không ổn, tên này vừa muốn sử dụng thủy cương thần lôi, cổ huynh mau ra tốc lên. Bên trong hoàng quang vang lên tiếng đầy lo âu của miêu trưởng lão, tựa hồ cảm thấy sợ hãi với tiếng sấm ở phía sau. Yên tâm, tốc độ hỗn nguyên bát của ta cũng không chậm hùng hậu thanh âm vang lên, liền hoàng quang nhanh chóng ra tốc lên, đảo mắt liền nới rộng ra khoảng cách với đoàn sướng trắng kia. Nhưng sương trắng kia lại phảng phất như là không cam lòng, dưới tiếng sấm bên trong tiếng khóc, tốc độ cũng tăng lên vài phần, trên mặt biển nhất thời xuất hiện một con sóng thật dài liếc mắt không thể nhìn thấy điểm cuối mà bọn người khúc hồn cũng đã đến nơi bọn họ bố trí đại trận hơn nữa trong tay còn có thêm một cây đại kỳ màu lam cây cờ này dài khoảng hai trượng xung quanh phát ra hào quang trói mắt cực kỳ thân sắc của sáu gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều nghiêm túc mỗi người cách nhau hơn trăm trượng chân đạp pháp khí phiêu phù trên mặt biển vừa lúc tạo thành một nửa hình tròn hàn lập đứng ở phía sau khúc hồn lạnh lùng quan sát thiếu phụ kia cũng đứng ở bên cạnh trung niên nhân, khuôn mặt lộ ra vẻ quan tâm. Sau một lúc, một đạo kim quang bỗng nhiên phá không bay đến, liền rơi trên tay của Phùng Tam Nương, khiến cho mọi người đều chú ý. Mọi người cẩn thận, anh kỳ thú sẽ nhanh chóng tiến vào đại trận, lập tức phong tỏa trận môn Phùng Tam Nương tựa hồ nhận được tin tức gì, thân sắc trịnh trọng hướng đến mọi người hô to một tiếng, sau đó liền đem kim quang xuất ra, đem trận kỳ bay lên cao. Hàn Lập cũng căng thẳng, quan sát phương hướng bay của kim quang kia, mắt một chút cũng không chấp ngưng thần quan sát. Những người còn lại cũng mang khuôn mặt khẩn trương, thấp thoáng lộ ra hình dáng phong vũ dục lai. Chẳng biết qua bao lâu, xa xa thoang thoảng truyền đến thanh âm long long của tiếng sấm, hơn nữa thanh âm này lại càng lúc càng lớn, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy một kim một hoàng lưỡng đạo quang hoa, từ xa xa nhanh chóng bay đến, phía sau lại là một mảng lớn màu trắng, tựa hồ có cái gì đó đuổi sát không buông tha. Đây là anh Lý Thú. Hàn Lập xem rõ ràng một chút mảng lớn màu trắng kia, nhưng cũng có thể thấy sương mù là sương mù thôi, cũng không thể nào tưởng tượng được hình dáng hung tợn của yêu thú kia bên trong sương mù che giấu. Chương 381, Dị bảo phục yêu, bắt đầu làm phép, Phùng Tam nương hét lớn một tiếng, phụ động đại kỳ màu lam trong tay từng vòng sóng gợn màu lam từ phía trên lan ra. Mấy người kia nghe vậy, đồng dạng im lặng đều múa may trận kỳ trong phút chốc quang hoa màu lam xuất hiện trong trận, sau đó lóe ra vài cái, mọi người liền biến mất vô ảnh vô tung hoàn toàn không thấy tung tích từ xa nhìn lại chỉ thấy mặt biển trống không. Một lát sau, hai đạo cầu vòng bay đến tốc độ không chậm lại mà tiếp tục chạy chối chết. Phía sau một đạo bạch vụ rượt sát theo sau không hề nghi ngại. Nhưng lúc bạch vụ vào trong phạm vi trận pháp, bốn phía quang hoa màu lam minh mông đại khởi, hào quang thật lớn từ đâu xuất hiện đem vây đám sương mù này lại trong trận. Lúc này bọn phùng tam nương, khúc hồn từ bốn phía hiện ra. Bọn họ nhấc cao trận kỳ màu lam trong tay đồng thời chỉ hướng màn hào quang, bắn ra sáu đạo cột sáng màu lam, làm quang hoa màu lam càng thêm chói mắt. Hai đạo cầu vồng màu hoàng kim phía trước chứng kiến cảnh này đều quay đầu trở lại bay lên phía trên màn hào quang. Sau khi quang hoa thu vào liền hiện ra miêu trưởng lão và một vị đại hán thân báo tóc rối bời. Tốt, làm tốt lắm, phía dưới nhất định phải giữ chắc con thú này không cho phản kháng, để hai người bọn ta dùng dị bảo bắt hắn. Miêu trưởng lão sắc mặt vui mừng nói, sau đó liếc nhìn cổ trưởng lão, đồng thời sờ vào trong áo, lấy ra một vật. Đây là một đôi giáo làm bằng đồng xanh cũ kỹ còn có vài vết dỉ loang lổ bên trên, bề mặt ảm đạm vô quang, hình dáng xấu xí. Hai vị kết đan kỳ trưởng lão của lục liên điện sắc mặt cũng nghiêm túc, trong miệng niệm chú, trương thương trên tay bỗng rời tay từ từ bay lên, phát ra ánh sáng màu vàng, càng lúc càng đậm. Còn anh Lý Thú bị nhốt tại trong màn hào quang tựa hồ cũng hiểu được tình cảnh của chính mình, sau một tiếng thét thê lương, màn bạch vụ trăm trượng hơn đột nhiên co rút lại, trước mắt chỉ có hơn 10 trượng, hình thành một màn nhũ bao phủ bên ngoài đồng thời bên trong sương mù nổ ra một tiếng sấm nghe như cả vạn con ngựa đồng thời chạy âm thanh vang vọng làm cho vài vị tu sĩ bầy trận đinh tai nhức óc mọi người không khỏi lấy làm hoảng sợ đột nhiên có tiếng trẻ con khóc vang lên tiếp theo vô số nắm tay lam sắc biến thành một luồng ánh sáng lớn từ trong sương mù khí thế hung hãn đánh thẳng về màn hào quang màu lam thanh thế sắc bén làm cho mọi người trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng còn cách màn hào quang mười trượng thì xuất hiện một tảng ánh sáng màu lam mờ mờ một của luồng ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó từ đâu xuất hiện phía trên sương mù màu trắng đánh thẳng xuống nhưng đòn công kích này bị trận pháp ngăn lại bật ngược ra. Nhưng luồng ánh sáng vẫn còn rất nhiều, đại bộ phận ánh sáng màu lam đập thẳng vào vách đá. Trong lúc này màn hào quang màu lam cùng sương mù màu trắng đồng thời phát nổ tạo thành hào quang màu trắng, nhưng trong bạch vụ mấy cái bạch quang chợt lóe liền biến mất. Mà màn hào quang trên vách đá cũng chấp lên, màu lam cùng hào quang màu trắng đan xen nhau, một phần lung lay suýt rơi xuống đất chư vị đạo hiếu, mau tăng pháp lực, đây là một trong tam đại sát chiêu của anh Lý Thú Thủy Cương thần lôi, sẽ không kéo dài lâu đâu, chỉ cần chống nở nửa khắc là được. Phùng tam nương sắc mặt đại biến hô lên, sau đó, niệm vài câu khẩu quyết, miệng phún ra một ngụm tinh huyết lên trận kỳ trong tay, làm quang đại thịnh, sau đó cột sáng lập tức biến to mấy lần, làm màn hào quang trước người lập tức an ổn một ít. Mặt khác năm người gặp trường hợp này, cũng đều đành phải thi pháp, điều động toàn bộ pháp lực trên người, mạnh mẽ duy trì đại trận hàn lập đứng ở phía sau khúc hồn có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới cùng anh lý thú giao thủ chưa gì đã phải liều mạng yêu thú này còn thật lợi hại thái quá phía trên bầu trời trận pháp hai vị kết đan kỳ tu sĩ trước người đồng qua bắt đầu dị biến chỉ thấy tiếng chú ngữ thần bí nghiêm nghị vang lên hai thanh trường thương màu vàng càng ngày càng lớn hơn nữa thường thương bắt đầu chậm rãi hướng xuống nhắm ngay trung tâm bạch vụ phía dưới trong bạch vụ anh lý thú tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm ở phía trên đột nhiên tại trong sương mù phát ra hét chói tai. Tiếp theo bạch sắc vụ chậm rãi luân chuyển, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, một lát sau liền hóa thành một cổ toàn phong thật lớn, cuồn cuộn nổi lên sóng lớn ngập trời. Hơn nữa trong cơn lốc còn mang theo nhiều điểm lam mang, đúng là thủy cương thần lôi tối nguy hiểm. Bọn người thanh toán tử nhìn thấy biến hóa đáng sợ trước mắt, không khỏi thần sắc khẩn trương, phùng tam nương liếc mắt nhìn nhưng thần tình cũng sợ hãi, tựa hồ cũng không biết anh Lý Thú thi triển pháp thuật kinh người gì. Gặp cảnh này, Hàn Lập sắc mặt âm trầm, vội vàng thầm kêu khúc hồn tăng lớn pháp lực. Tuy nhiên không biết anh thú lý sẽ làm gì, thần thông này chính là một kích quyết tử của yêu thú. Nghĩ vậy, Hàn Lập không khỏi nhìn lên bầu trời, chỉ thấy hai thanh trường thương đã dài ra bảy tám trượt, loáng thoáng phát ra tiếng len keng dễ nghe. Hai vị kết đan kỳ trưởng lão kết một cái thủ ấn cổ quái, gắt gao dương mắt nhìn thanh trường thương. Chú ngữ niệm liên tục không dừng lại, vẻ mặt khẩn trương cực kỳ, trên trán lấm tấm chảy ra mồ hôi. Màn hào quang do anh Lý Thú tạo ra hướng về một phương tấn công, cao hơn 10 trượng, khí thế cực kỳ kinh người. Trung niên nho sinh đứng bên thiếu phụ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cơ hồ mặt không có chút máu. Bởi vì thế công kinh người kia hướng thẳng trận môn hắn phòng thủ, làm hắn âm thầm kêu khổ không ngừng. Bất đắc dĩ, vị này cắn răng một cái, toàn than phát ra hào quang hoàng lam lưỡng sắc đan vào nhau trói mắt cực kỳ, đưa cả mọi người vào trong đó. Sau đó hai tay cầm chặt trận kỳ, linh lực toàn thân rót vào trong cán cờ biến thành một đạo quang trụ lớn vô cùng theo mũi kỳ bắn ra vừa lúc nghênh đón xong chấn động làm cho thế đến hơi chậm một chút nhưng lập tức đụng vào màn hào quang phía trên tiếng sấm tiếng vỡ tan tiếng kinh hô đồng thời truyền đến chỉ thấy màn hào quang bị trúng một lát thời gian trong tiếng kêu thống khổ đã hỏng mất khúc hồn cùng vài tên tu sĩ chủ trì đại trận không hẹn mà cùng thần sắc đại biến đồng thời bắn ra một ngụm máu tươi Trung niên nho sinh cơ hồ trong lúc phun ra máu cũng vội kéo thiếu phụ đứng bên cạnh lui về sau 10 trường. Đang lúc đại trận bị phá, phùng tam nương bọn người mặt không còn chút máu, thì trên bầu trời truyền đến một tiếng giống giận. Yêu nghiệt, mau mau nhận lấy cái chết, vừa dứt lời, lưỡng đạo hoàng mang thật lớn, như kinh lôi nổ điện bàn tại không trung lóe lên vài lần, liền từ trên trời giáng xuống bên trong cuồng phong. Thanh âm trẻ con thê lương đại khởi, trên mặt biển gió êm sóng lặng trở lại. Đồng thời sương mù chậm rãi tan hết lộ ra ở trong đó chân thân của anh Lý Thú, mà hai thanh thanh trường thương khôi phục nguyên hình, đang lóe hoảng quang đan chéo trên mặt biển. Hàn lập vội vàng đưa cho khúc hồn khối linh thạch bậc trung, để nhanh khôi phục pháp lực, chính mình ngưng thần hướng phía dưới nhìn kỹ. Chỉ thấy cái gọi là anh Lý Thú thật sự là kỳ lạ cực kỳ. Cái đầu giống đầu trẻ con, đuôi cá chép màu lam, và dưới cơ thể có bốn cánh tay người trắng noán, hai cái vây thật lớn, phảng phất giống đôi cánh. Nhưng kỳ lạ nhất là từ bốn cánh tay người nắm bốn kiện đồ vật khác nhau, một con cua thật lớn màu đỏ, một cây thước san hô màu lam, một viên châu tử màu trắng bằng quả trứng gà, một cái vỏ con trai giống như tấm chắn màu bạc. Các thứ này tất cả đều lè lè sáng lên, vừa thấy đã biết là bảo vật chân quý. Giờ phút này anh Lý Thú mặt lộ vẻ thống khổ há mồm rên rỉ không ngừng, lộ ra một bộ răng nanh sắc bén, làm hàn lập nhìn vào trong lòng cũng sợ hãi. Mà thân cá chép dài cả trượng không ngừng quấy đuôi liên tục, muốn chấn rơi hai thanh đồng qua để đào thoát nhưng hai thanh trường thương này tựa hồ trời sinh chính là khắc tinh của nó, mặc cho giấy ruộng như thế nào vẫn giữ chặt trên mặt nước, trông như món ăn được bày sẵn ra để ăn. Hai vị lục liên điện trưởng lão sử dụng trường thương sắc mặt so bọn người hàn lập không tốt hơn tí nào vẻ mặt mỏi mệt, hiển nhiên thích phóng hai cái dị bảo này làm cho bọn họ nguyên khí đại thương, nhưng hai người mặt lộ vẻ mừng như điên bay thẳng xuống phía dưới. Trung niên nho sinh cùng thanh toán tử mấy người dương mắt nhìn anh lý thú bị chế trụ, không khỏi mặt lộ vẻ tham lam nhưng là vừa nhìn Phùng Tam Nương một bên dương mắt như hổ rình mồi bọn họ cũng liền chỉ có thể nuốt nước miếng nhìn hai vị kia thu bảo. Lúc hai vị kết đan kỳ tu sĩ cao hứng trùng trùng bay đến cách anh Lý Thú chỉ có hai ba mươi trượng thì bỗng nhiên trong biển phía dưới anh Lý Thú đột nhiên xuất hiện một cổ âm phong tối đen như mực, mấy trăm trượng mặt biển bao gồm cả anh Lý Thú đang bị đóng băng đều bị bao phủ bởi cổ âm phong này đánh thẳng đến hai vị kết đan kỳ. Đám người Hàn Lập nhất thời ngây ngốc, chương 382, ô sử, huyền âm ma khí, Hai vị trưởng lão Miêu Cổ nhìn qua loại hắc khí có điểm tương tự độc của loại bò cạp, tựa hồ nhận ra được lai lịch hắc khí trên mặt đất, sợ hãi hô lên một tiếng. Vội vã tránh ra hai hướng khác nhau. Hắc khí này không có truy đuổi nhưng cũng không có nghĩa là bỏ qua cho hai người bọn họ, như độc xà vươn ra hết cỡ rồi co rút lại trở về biển khơi và vùng anh lý thú bị đóng băng ngưng kết thành một cơn gió lốc màu đen. Gần đỉnh Hắc Phong, một nam hai nữ xuất hiện ở mặt bên kia của anh lý thú. Nam tử thân hình khô gầy, vẻ mặt âm hiểm hai người nữ khuôn mặt diễm lệ, khuôn người đầy đặn, mặc quần ngắn, trên thân thể lạnh lùng của ba người này tràn đầy nét tà khí. Hai nữ tử xinh đẹp kia chỉ là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhưng tên nam tử khô gầy kia, Hàn Lập nhìn không ra tu vi nông sâu, chắn hẳn cũng là tu sĩ kết đan kỳ. Ô sử, người đây là có ý gì, chẳng lẽ muốn cùng liên minh lục điện chúng ta khiêu chiến? Miêu trưởng lão hiển nhiên biết rõ ràng nam tử này, khẩu âm giận dữ nói. Khai chiến, bổn thiếu ra không có hứng thú, chỉ bất quá gia tổ từ đáy biển sắp xuất quan, thu lấy yêu đan của anh Lý Thú coi như là món lễ vật đó chứ thanh niên khô gầy hai mắt nhìn trời ngạo nghễ nói. Cực âm tổ sư muốn xuất quan, nghe lời nói dọa người này của thiếu niên, hai vị trưởng lão của lục liên điện thoáng nhìn nhau một chốc. Tu sĩ và những người ở vùng phụ cận nghe xong lời này mặt không có chút máu hay vị tu sĩ trung niên đang thể hiện ngạo khí ngút trời cũng đồng dạng lộ ra vẻ sợ hãi. Hàn lập chứng kiến hết thảy, trong lòng thầm giật mình, chẳng lẽ vị cực âm lão tổ có danh tiếng lớn như vậy? Càng làm cho hắn có cảm giác kỳ quái cực kỳ chính là tà khí trên người thanh niên khô gầy, mơ hồ giống như là đã từng gặp qua. Nhưng sau một hồi suy ngẫm, Hàn Lập đã nhớ ra, hắc khí mặc dù không biết uy lực như thế nào, nhưng tựa hò cùng với huyết luyện thần quang trên người khúc hồn có chút tương tự. Chợt nhớ ra khối ngọc giản trắng xám nọ, đích thực là đề cập đến huyền âm kinh. Hàn Lập hồ nghi nghĩ vậy huyền âm ma khí chẳng lẽ cùng vật ấy có cái gì liên hệ. Nhưng không đợi cho Hàn Lập suy nghĩ nhiều, miêu trưởng lão không nhịn được hét lên. Ô sử, người thật là mạnh miệng. Chả ai mà không biết lệnh tổ trải qua trăm năm vào sinh ra tử, trừ khi nào lại có đột phá hay có sự kiện trọng đại, nếu không căn bản cũng sẽ không xuất quan. Ngươi có lẽ không nói cho ta biết, lão tổ của ngươi trải qua hàng trăm năm tu luyện chỉ đơn thuần đạt đến cảnh giới nguyên anh trung kỳ. Ô sử nghe xong lời này, ngửa mặt lên trời cười cuồng ngạo. Ha ha, lục liên điện các người thật là ấu trí, không ai nói cho các ngươi ra tổ bế quan vì muốn tiến vào nguyên anh trung kỳ sao? thực ra gia tổ đang tu luyện một loại ma công uy lục mạnh mẽ, hôm nay công pháp đại thành tự nhiên muốn xuất quan ô sử đắc y nói. Hai vị trưởng lão nghe xong lời này chẳng biết đối phương nói thật hay giả. Ô sử nhìn hai người này sắc mặt biến thành lạnh lùng nói, một khi phần lớn đã biết uy danh của gia tổ, còn anh lý thú này bổn thiếu ra nhận lấy, lục liên điện các vị chắc không phải không cho cực âm đảo chúng ta một chút mặt mũi chứ. Nghe được khẩu khí cản dỡ của đối phương, miêu trưởng lão sắc mặt trắng bệch hai vị trưởng lão trong mắt chấp động nghĩ gì đó, cũng không có mở miệng. Về phần một số tu sĩ được mời đến để hỗ trợ, sau khi thấy không thể giúp đỡ liền lùi lại vài bước, cũng không muốn tỏ ra bộ dáng giao hảo. Phùng Tam Nương thấy vậy, cao mày, nhất thời cũng không có biện pháp. Khúc hồn dù sao đối với họ thì dễ đối phó hơn yêu thú, cũng không phải là thuộc hạ của lục liên điện. Cục diện trước mắt, người của lục liên điện thật sự đang rơi vào thế hạ phong. Mặc dù lục liên điện có hai vị miêu cổ là tu sĩ kết đan sơ kỳ, nhưng bọn họ vừa rồi khu động hai kiện dị bảo kiền thiên qua đã tổn hao nhiều nguyên khí, mà tên ô sử kia cũng là kết đan sơ kỳ, nhưng tại loạn tinh hải luận về tu luyện công pháp huyền âm công không phải bất cứ tu sĩ kết đan bình thường có thể so sánh. Càng huống chi dựa sau lưng còn có cực âm lão tổ, tại loạn tinh hải không người nào mà không biết đại ma đầu này, ai dám trêu chọc đây. Nhưng để ô sử đem bảo vật anh lý thú này mang đi thì lục liên điện họ thật là quá mất mặt. Không thể để công sức vừa rồi hoàn toàn bỏ phí, đồng thời sự uy hiếp đó đối với sự phát triển lục liên điện sau này vô cùng bất lợi. Lúc này hai vị trưởng lão tóc tai rối bởi môi khẽ nhúc nhích nói thầm với miêu trưởng lão. Hai người này không hiểu thương nghị cái gì thần sắc có vẻ bất định. Ô sử hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo đi tới gần dưới chân của anh Lý Thú, trong tay hắc mang chợt lóe một thanh ma đao đen nhánh xuất hiện trong tay. Chỉ thấy hắn giơ tay, không chút khách khí chém xuống đầu yêu thú nọ một đao. Mà hai nữ tử kia từ trên không tức thì nhìn hai vị miêu cổ cảnh giác. Thấy hành động này, Phùng Tam Nương sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng vì đã nhờ sự hỗ trợ của hai vị trưởng lão, nàng cũng không dám coi thường vọng động. Hàn Lập lúc này im lặng nhìn hết thảy, cũng không dám lớn tiếng nói một câu, sợ lại mang họa vào thân. Chỉ chốc lát sau, tên ô sử kia tựu trong đầu của con anh Lý Thú lấy ra một viên châu màu lam, khuôn mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Sau đó ngừng đầu nhìn bốn phía, trong tay cầm kỳ vật long lanh kia, vẻ tham lam hiện lên trên mặt nhưng khi đó ma đao đen nhánh lại một lần nữa xuất hiện cổ trưởng lão trầm giọng quát ngăn hành động này của hắn thiểu đào chủ xem ra lão tổ và diện chủ chúng ta theo quy định có thể phân chia ra những bộ phận khác của anh lý thú người có thể mang đi nhưng yêu đan là vật thuộc về lục liên điện hẳn phải lưu lại nếu không hai người chúng ta căn bản không có cách nào hướng điện chủ mà giao ra thanh âm cổ trưởng lão không có bất cứ biểu hiện nào nhẹ nhàng nói nhưng ô sử nghe xong cười lạnh vài tiếng vẫn không để ý tới vẫn một đao chém xuống đem vật san hô màu lục từ yêu thú vừa mới cắt ra một cặp chảo màu lam thu vào trong tay. Chứng kiến cảnh này, cổ trưởng lão đầu tiên lộ ra vài điểm huyết sắc, nhưng tiếp theo thở dài một hơi, bất đắc dĩ đột nhiên hướng ô sử dụng ngôn ngữ truyền âm vào tai hắn. Thanh ma đao nhất thời đang dơ lên liền bất động, nét mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Sau đó thanh ma đao cầm trong tay hạ xuống, mặt lộ vẻ không tin khẽ mấp máy môi tựa hồ như đang hỏi về vấn đề nào đó. Mà cổ trưởng lão sắc mặt không thay đổi, nói thêm một hai câu. Nhìn một màn kỳ dị này, làm cho Hàn Lập và đám người còn lại cảm giác như lạc vào đám sương mù. Còn Miêu trưởng lão đang lơ lửng trên không, đối với hết thảy mọi chuyện đều không để vào mắt. Ô Sử đột nhiên lắc đầu, lạnh lùng lớn tiếng nói, "Ta không tin, trừ phi ngươi có bằng chứng chứng minh." Những lời này không biết cố ý hay vô ý cũng không qua truyền âm mà xuất ra, làm cho Hàn Lập cùng Phùng Tam Nương và mọi người nghe qua không biết thuộc hư càng thêm nghi hoặc vạn phần. Cổ Miêu hai vị trưởng lão kia thần sắc đại biến, liếc mắt nhìn nhau lộ ra vẻ tức giận. Điều này có thể chứng minh thân phận của hai vị kia, Cổ trưởng lão mặt lạnh lại giơ tay lên một khối ô quang bay ra. Ô Sử dễ dàng tiếp nhận ô quang vào trong tay, Hàn Lập trong lòng vừa động ngưng thần nhìn lại, dùng thần thức cường đại đem vật kia điều tra qua, vật kia là một lệnh bài trên khắc một cái đầu quỷ giữ tợn tản ra hắc khí nhàn nhạt. Ô Sử lật qua lật lại cẩn thận xem xét, Hàn Lập tim đập mạnh, mơ hồ có chút dự cảm không tốt. Hắn vội vàng quay đầu nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi có chút rùng mình. Những người khác đồng dạng kinh nghi nhìn kỹ nhất cử nhất động của ba vị tu sĩ kết đan kỳ, sắc mặt trở nên trắng bệch, hai tay nắm chặt không một tiếng động trong chốc lát bắt đầu lùi ra xa cách khoảng 20 đến 30 trượng. Vừa khi hắn thấy Hàn Lập nhìn mình, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo có chút khó coi hiện ra một tia cười khổ sau đó không nói một lời đột nhiên biến thành một đạo hồng quang. Liêu